rể quý trời cho. chương 666, Lâm Nhất Nặc Sau khi đuổi Tống Huyền Khanh ra ngoài, Lâm Thanh Diện quay người đi về phía phòng của hứa Bích Hoài. Vừa rồi, anh đã lệnh cho Lý Phủ Đồ, nếu Tống Huyền Khanh dám can đảm bước vào cửa nhà họ Lâm nửa bước, thì trực tiếp đánh gãy chân bà ta. Trở lại trong sân, hứa Quốc Hoa đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hỏi đúng là người phụ nữ đó sao? Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, cười nói tôi đã đuổi bà ta ra ngoài rồi, Trước khi Bích Hoài sinh nở an toàn, bà ta không có khả năng bước vào nhà họ Lâm nửa bước. Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng sau chuyện lần trước bà ta sẽ yên tĩnh, không ngờ bà ta lại chạy tới vào lúc Bích Hoài chuyển dạ, cũng không biết bà ta đang âm mưu gì. Hứa Quốc Hoa bất đắc dĩ thở dài. Thật ra bà ta cũng không biết hôm nay Bích Hoài lâm bồn, bà ta tưởng tôi chết rồi, nên chạy đến nhà họ Lâm để chiếm lợi. Lâm Thanh Diện giải thích một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền Hứa Quốc Hoa trừng mắt, nói, vậy chẳng phải càng ghê tởm hơn sao, đúng là. Cha, chẳng muốn nhắc tới bà ta nữa. Đừng nghĩ tới bà ta làm gì, hôm nay Bích Hoài Lâm bồn là chuyện tốt, đừng để kẻ không liên quan làm hỏng tâm tình." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hứa Quốc Hoa khẽ gật đầu, không nói chuyện Tống Huyền Khanh nữa, tiếp tục dõi mắt về phía gian phòng bên kia. Khoảng hơn 2 giờ sau, Lâm Thanh Diện đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn mơ hồ có xúc động muốn xông phòng nhìn một chút giờ đã mấy tiếng rồi sao vẫn chưa sinh có phải bích hoài ở bên trong đã xảy ra chuyện gì hay không tôi phải vào xem một chút lâm thanh diện nói tôn tuệ phương vội ngăn lâm thanh diện lại nói sinh con đâu có nhanh như cậu nghĩ chứ giờ mới là lúc nào có khi một ngày vẫn chưa sinh được đâu cậu chờ một chút tôi thấy chắc cũng sắp rồi lâm thanh diện bất đắc dĩ thở dài thỉnh thoảng nghe trong phòng vọng ra tiếng kêu thảm thiết anh lại cảm thấy muốn bùng nổ. Đồng thời rốt cuộc anh cũng cảm nhận được sự vĩ đại của phụ nữ, chỉ riêng chuyện sinh con đã đáng để người ta kính nể rồi. Xem ra sau này nhất định phải đối xử với Bích Hoài thật tốt, đồng thời để con gái chúng ta biết mẹ nó vĩ đại thế nào, sau này phải có hiếu với mẹ nó. Khi Lâm Thanh Diện còn đang lẩm bẩm, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, mọi người trong sân đều cảm thấy chấn động. Lâm Thanh Diện vô cùng kích động, nhất thời cũng không biết mình nên làm gì. Lúc này một y tá vẻ mặt tươi cười từ bên trong chạy ra, nói, đã sinh rồi, sinh rồi, mẹ và con gái đều bình an, là một cô bé xinh đẹp. Cái gì, sao có thể là con gái chứ, nó phải là con trai chứ, mọi người có nhầm lẫn gì không? Trung Linh Nhi vẫn luôn chờ đợi ngạc nhiên thốt lên, khiến mọi người trong sân đều cảm thấy hơi khó hiểu. Lâm Thanh Diện có chút xấu hổ, vội nói với Trần Tài Anh, cậu hãy coi chừng cô ấy trước, tôi vào bên trong nhìn một chút. Nói xong, anh vội đi vào trong phòng. Không được, tôi cũng phải nhìn, tôi không tin là con gái, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Trung Linh Nhi vẻ mặt không tin. Giờ sản phụ vừa mới sinh xong, không thích hợp quá nhiều người đi vào, mọi người vẫn nên chờ một chút đi. Y tá vội giải thích. Trần Tài Anh lập tức chắn trước mặt Trung Linh Nhi, có chút không hiểu hỏi, con gái không tốt sao, Lâm Thanh Diện còn không ghét bỏ, mà sao cô đã ghét bỏ rồi không phải con trai thì sau này tôi tán thế nào, hu hu hu, giấc mộng của tôi, cứ như vậy tan vỡ rồi. Trung Linh Nhi hòa khóc. Trần Tài Anh vẻ mặt mờ mịt, thật không hiểu rốt cuộc Trung Linh Nhi đang nói gì. Trong phòng, Lâm Thanh Diện đi vào, đã thấy hứa bích hoài kiệt sức nằm ở trên giường, tóc ướt đẫm mồ hôi, bờ môi hơi trắng bệch, nhìn ra cô đã phải trải qua thống khổ như thế nào, nhưng lúc này trên mặt cô lại hết sức vui vẻ, Y tá bên cạnh đang ôm một đứa bé được bọc trong chăn tới, nhìn hơi đen, vừa được sinh ra, còn chưa thể mở to mắt. Đầu tiên, Lâm Thanh Diện đi đến bên giường, hôn lên trán Hứa Bích Hoài một cái, rồi mới quay người ôm lấy đứa trẻ trong tay y tá. "Bà xã, vất vả cho em quá, chúng ta có con gái rồi." Lâm Thanh Diện cười nói. "Anh đặt tên cho con đi." Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện trầm ngâm một chút, nói, "Hay là gọi là Lâm Nhất Nặc, thế nào?" tại sao hứa bích hoài hỏi bởi vì nhất nặc thiên kim lời hứa ngàn vàng sau này nó chính là thiên kim của chúng ta anh nhất định phải khiến con bé trở thành thiên kim đại tiểu thư hạnh phúc nhất trên thế giới này lâm thanh diện cười giải thích hứa bích hoài gật đầu cười nói được cứ nghe theo anh lâm thanh diện chăm chú nhìn đứa bé sơ sinh trong ngực nói sau này con tên là lâm nhất nặc con hãy nhớ con là con gái của lâm thanh diện ba muốn để trên thế giới này không có ai dám bắt nạt con nếu ai dám bắt nạt con, ba sẽ đấm cho nó như tử. Trước kia, hứa bích hoài là vảy ngược của Lâm Thanh Diện, không ai có thể động vào, mà sau này, Lâm Thanh Diện lại có thêm một cái vảy ngược nữa, đó chính là Lâm Nhất Nạc trong ngực anh. Cổng nhà tổ nhà họ Lâm, Tống Huyền Khanh đứng tại chỗ, chống nạnh, hướng về phía cửa chính chửi ầm lên. Lúc nãy, khi Lâm Thanh Diện đuổi bà ta ra, bà ta cảm thấy không phục, vẫn đứng ở chỗ này mắng, đã dùng hết tất cả các loại ngôn từ khó nghe, nhưng bà ta cũng không dám bước về phía cửa chính nhà họ Lâm nửa bước. Lý Phù Đồ vẫn đứng trên nóc nhà nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh, Tống Huyền Khanh cảm giác được người trên nóc nhà không dễ chọc, nên cũng chỉ có thể dùng miệng lưỡi để ra oai mà thôi. Lúc lâu sau, Tống Huyền Khanh mắng đến mệt lử, mới ngừng lại. Ngay lúc này, một người giúp việc chạy tới, vẻ mặt đầy vui vẻ nói với người canh cửa, sinh rồi, sinh rồi, là con gái, ông chủ bảo hôm nay là ngày đại hỷ, nên sẽ phát tiền thưởng cho tất cả mọi người. Người canh cửa vẻ mặt kích động, nhìn hết sức vui mừng. Nghe thấy người đó nói vậy, Tống Huyền Khanh lẩm bẩm, lại là con gái, con gái thì làm được cái gì, đâu có bằng được con trai. Đời tôi chịu nhiều gian nan như vậy cũng là vì không có con trai, giờ đứa con gái mà tôi vất vả nuôi lớn còn không nhận tôi. Nếu tôi ở bên trong, nhìn thấy được sinh ra là con gái, chắc chắn tôi sẽ bóp chết nó. Sứt lời, ánh mắt tống huyền khanh trở nên ác độc cùng lúc đó trong một căn phòng bí ẩn của một nhà hàng ở kinh đô mấy người đang ngồi tụ tập với nhau tất cả đều hút thuốc khiến trong phòng mù mịt khói thuốc người ngồi chính giữa bàn tên là triệu tử hưng con trai của triệu văn ấn tất cả người ngồi ở bàn này đều là những người còn sót lại của nhà họ triệu và nhà họ tôn vì nuốt không trôi cục tức trong lòng nên bọn họ vẫn chưa chạy trốn khỏi kinh đô lâm thanh diện giết ba tôi hại nhà họ triệu tôi cửa nát nhà tan thù này tôi nhất định phải báo tôi tin chắc hẳn những người đang ngồi đây đều có suy nghĩ như tôi hiện giờ cái mà chúng ta thiếu để chống là nhà họ lâm chỉ là vốn liếng mà thôi triệu tử hưng mở miệng nói không sai nếu như đấu chính diện với nhà họ lâm chúng ta chết như thế nào cũng không biết nhưng thế giới này muốn trả thù người khác cũng không chỉ có một cách có đôi khi con kiến vẫn có thể đánh ngã con voi như thường một người mở miệng Người đàn ông ngồi bên cạnh Triệu Tử Hưng ánh mắt lập tức sáng lên, nói: "Không phải mấy ngày nay vợ của Lâm Thanh Diện sẽ sinh sao? Không chừng đã sinh ra rồi, chúng ta đánh không lại Lâm Thanh Diện, nhưng có thể ra tay với con anh ta." "Nếu chúng ta có thể nghĩ cách trộm con của Lâm Thanh Diện ra, vậy chẳng phải là chúng ta đã có vốn để đàm phán với Lâm Thanh Diện sao?" Người ngồi bên bàn đều tỏ vẻ đồng ý, Triệu Tử Hưng cũng mỉm cười tán đồng, nói: "Đề nghị này không tồi, nếu vậy Chúng ta phải nghĩ cách trộm con của Lâm Thanh Diện ra, đến lúc đó, nhất định cũng khiến Lâm Thanh Diện nếm thử mùi vị mất đi người thân nhất. Chương 667, em không có khuyết điểm. Bà xã, đứa bé này đúng là của chúng ta sao? Dù anh cũng không đẹp trai lắm, nhưng đứa bé này cũng quá xấu rồi. Lâm Nhất Nặc đã được sinh ra trên đời này ngày thứ 14, Lâm Thanh Diện ngồi bên giường, nhìn chầm chầm đứa bé đen thui, nhăn nhúm, rơi vào trầm tư. Hứa Bích Hoài nằm trên giường lườm Lâm Thanh Diện một cái, nói, đứa bé vừa được sinh ra mà anh muốn nó đẹp cỡ nào, đây là con chưa sinh, một thời gian nữa, đợi con lớn lên một chút là sẽ đẹp ngay thôi. Vậy khi con lớn lên nhất định phải giống em, sau này cũng thay đổi thành một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tất nhiên cũng cần giống cả anh nữa, có điều chỉ cần giống những ưu điểm của anh là được rồi. Lâm Thanh Diện thì thào nói, anh nói vậy là có ý gì, Chẳng lẽ anh lại muốn con gái kế thừa khuyết điểm của em hay sao? Đến anh cũng chỉ giữ lại ưu điểm, sao anh lại tự luyến như thế?" Hứa Bích Hoài có chút bất mãn nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dịu dàng nhìn Hứa Bích Hoài, nói em không có khuyết điểm. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đầy vẻ tức giận của Hứa Bích Hoài lập tức nở nụ cười ngọt ngào, hờn dỗi nhìn Lâm Thanh Diện một chút, rồi nói, "Hừ, coi như anh khéo mồm. Em cứ nằm đây nhé." anh đi nhà bếp làm cho em ít đồ ăn ngon. Lâm Thanh Diện từ bên giường đứng dậy, xoay người đi phòng bếp. Dù bây giờ nhà họ Lâm có mấy hộ lý giỏi nhất, cộng thêm Tôn Tuệ Phương, có thể nói có thể chăm sóc Hứa Bích Hoài đâu vào đấy, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn muốn làm đồ ăn cho Hứa Bích Hoài. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn tự mình xuống bếp, hơn nữa tất cả những thứ Hứa Bích Hoài cần đều do Lâm Thanh Diện tự mình đi mua. Ngày nào, anh cũng cùng Tôn Tuệ Phương đi chợ bán thức ăn. Mua rau quả tươi nhất mới nhất về làm đồ ăn cho Hứa Bích Hoài. Sau khi Lâm Thanh Diện đi phòng bếp, Hứa Bích Hoài cầm điện thoại trên bàn tới, trong thời gian ở cữ, mỗi ngày Lâm Thanh Diện chỉ cho phép cô chơi điện thoại nửa tiếng không hơn không kém, nên cô chỉ có thể nhân dịp Lâm Thanh Diện không có ở đây mà lén chơi một lúc. Dù sao mỗi ngày chuyện duy nhất cô phải làm chính là nằm ở trên giường, dù là ai thì cũng sẽ nhàm chán muốn chết, nên tất nhiên cô rất ao ước điện thoại cô vừa mở facebook một lát đã nhận được một tin nhắn do một bạn học nam thời đại học gửi tới đại khai ý là anh ta vừa du học từ nước ngoài trở về chưa quen với hoàn cảnh trong nước anh ta nghe các bạn học khác nói biết được hứa bích hoài đang ở kinh đô nên mới hỏi hứa bích hoài có thời gian gặp mặt hay không tiện thể giới thiệu tình hình kinh đô bây giờ cho anh ta một chút tất nhiên hứa bích hoài không thể đi gặp mặt anh ta trong thời gian ở cứ cô còn không được ra khỏi phòng nhưng nghĩ đến khi còn học đại học Người này đã giúp cô không ít lần, thời gian làm đề cương luận văn, Hứa Bích Hoài toàn xin anh ta chỉ bảo những vấn đề không hiểu. Nên cô nghĩ, hay là để Lâm Thanh Diện đi tiếp đãi một chút, dù sao kinh đô cũng là thiên hạ của Lâm Thanh Diện, dù có vấn đề gì, Lâm Thanh Diện cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện bưng một bát canh sâm đi tới, đặt trước mặt Hứa Bích Hoài, bảo cô mau uống. Hứa Bích Hoài kể chuyện người bạn đại học kia cho Lâm Thanh Diện nghe phản ứng đầu tiên của lâm thanh diện chính là em lại lén dùng điện thoại di động hả hứa bích hoài lập tức thẻ lưỡi với lâm thanh diện nói ui ra còn không phải do có người gửi tin nhắn đến cho em sao nên em mới lấy xem một chút khi học đại học bạn học này đã giúp em không ít anh có thể nể tình em mà đi gặp anh ta một lần sắp xếp cho anh ta một chút không anh có thể đi gặp bạn học này của em nhưng em nhất định phải hứa với anh không được lén dùng điện thoại nữa Lâm Thanh Diện nói, biết rồi, ông xã là tốt nhất, yêu anh, mua. Hứa Bích Hoài cười nói, Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, sau khi hỏi tình hình cụ thể của bạn học Hứa Bích Hoài, anh dặn dò tôn tuệ phương một chút, rồi đi ra khỏi nhà. Hứa Bích Hoài cũng đã nói với bạn học đó là cô vừa sinh con, không thể ra ngoài, nên cô để Lâm Thanh Diện đi thay cô, tiện thể sắp xếp chỗ ở giúp bọn họ. Xa khi ra khỏi cửa, Lâm Thanh Diện mới phát hiện trên người mình còn mặc tạp dề, anh cười khổ, cởi tạp dề ra cầm ở trong tay, trên người còn phảng phất mùi đồ ăn. Lúc này, bạn học của Hứa Bích Hoài đang chờ trong một nhà hàng cao cấp của kinh đô, Lâm Thanh Diện đón xe đi đến nhà hàng đó. Nhà hàng Lam Mộng là một nhà hàng Tây cao cấp nổi tiếng ở kinh đô. Trong đại sảnh của nhà hàng, trước một bàn đang có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông quần áo chỉnh tề, dáng vẻ đường đường Nhìn qua đã biết là người tài giỏi, cô gái gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, là người đẹp khá quyến rũ. Người đàn ông này chính là bạn học của Hứa Bích Hoài, tên nhạc phân phi, sinh viên tài giỏi vừa du học từ nước Mỹ về, còn cô gái là bạn gái mà anh ta gặp khi đi du học, tên là Daisy, hiện đã di dân nước Mỹ, nên dù có làn da và gương mặt của người nước hát thì cũng đã không phải là người nước hát nữa. Lúc này hai người đều đang cười đùa vui vẻ, chủ đề nói chuyện không thoát khỏi Hứa Bích Hoài. Cô ta nói mình vừa sinh con nên sẽ để chồng mình đến tiếp đãi chúng ta, anh buồn cười chết mất. Nếu anh nhớ không lầm, cô ta đã kết hôn với một kẻ vô dụng vô cùng kém cỏi, thật không nghĩ ra sao cô ta có mặt mũi để ông chồng đó tới chứ. Nhạc Vân Phi cười nói, vừa sinh con sao, không phải anh nói cô ta chính là nữ thần thời đại học của anh sao? Theo như anh nói thì em chỉ có thể tưởng tượng đến hình ảnh bác gái trung niên mà thôi. Daisy nhếch miệng nói, mọi việc đã là quá khứ rồi. Khi học đại học anh coi cô ta là nữ thần, luôn giúp cô ta mọi việc, thỉnh thoảng còn ám chỉ anh có ý với cô ta, nhưng hình như cô ta không hiểu, chưa từng đáp lại anh. Bây giờ nghĩ lại thấy khi đó mình đúng là như con chó nịnh bợ, cô ta không thích anh thì thôi đi nhưng lại cứ luôn tìm anh giúp đỡ, còn giả vờ không hiểu ám hiệu của anh, thật khiến người ta tức giận. Nên lần này trở về, anh cố ý muốn gặp mặt cô ta, bây giờ anh đã du học trở về, lại là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật internet Trắc Việt chính là muốn chứng minh cho cô ta thấy, trước kia cô ta hờ hững lạnh nhạt với anh nhưng giờ đây anh đã thành đạt khiến cô ta không với nổi. Đáng tiếc, cô ta sinh con nên không thể đến, nhưng khoe khoang trước mặt chồng cô ta cũng được, để anh ta trở về kể lại cho hứa bích hoài nghe, vậy cũng coi như một hòn đá ném hai con chim, xả được cơn giận. Nghe nhạc vân phi nới vậy, đây gì cũng nở nụ cười diếu, nói, bình thường em rất xem thường đàn ông nước hát, bọn họ không thể sánh bằng đàn ông Mỹ. Tất nhiên, anh là ngoại lệ, anh sớm muộn cũng sẽ nhập quốc tịch Mỹ, e là em vừa nhìn thấy người như người chồng bỏ đi của bạn học anh thì đã cảm thấy buồn luôn rồi. Lát nữa anh ta đến em cứ chế giễu anh ta là được rồi, không cần nể mặt, cứ dẫm anh ta và hứa bích hoài dưới chân, không cần thiết giữ thể diện cho bọn họ. Nhạc Vân Phi cười nói, anh ta vừa dứt lời, Lâm Thanh Diện đã cầm tạp dề đến bên cạnh bọn họ, mở miệng hỏi anh là Nhạc Vân Phi phải không? Chương 668, Xính Ngoại, Cả nhạc Vân Phi và Daisy đều quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diệt, trông thấy anh ăn mặc bình thường, trên tay còn cầm theo một chiếc tạp dề thì liền chắc chắn người trước mắt mình chính là Lâm Thanh Diệt. Thế nhưng nhạc Vân Phi cũng không nói thẳng ra mà làm bộ như không quen anh, miếng nói là tôi. Sao vậy, bộ dạng anh như vậy thì nên ra sau bếp rửa chén đi. Có việc gì thì kêu người quản lý bên anh tới gặp tôi, anh nói chuyện với tôi thế này không ổn đâu. Daisy lấy tay bịt mũi lại, cô ta ra vẻ ghét bỏ, nói hôi chết đi được đám đàn ông trong nước đúng là kém cỏi anh mau biến đi tôi sắp chịu hết nổi rồi lâm thanh diện không hề tức giận gì anh nhìn nhạc phân phi cười nói tôi là lâm thanh diện là chồng của hứa bích hoài nhạc phân phi làm ra vẻ như vừa chợt nhớ ra miệng nói hóa ra anh chính là lâm thanh diện thật ngại quá anh mà không nói thì tôi còn tưởng anh là người rửa bát thuê nữa ấy chứ lâm thanh diện cũng cảm nhận được mùi dối trá trong lời nói của anh ta anh thầm nghĩ, người bạn học này của hứa Bích Hoài có vẻ không phải hạng tốt lành gì, nhưng nể tình anh vừa mới có con gái và đang thấy rất vui, thế nên anh cũng không so đo với anh ta. Tôi vừa nấu cơm xong nên Bích Hoài nhờ tôi ra đón tiếp mọi người, bình thường tôi quen thoải mái rồi, mong mọi người đừng để ý. Lâm Thanh Diện nói, quen thoải mái hả, tôi nghĩ chắc anh ở nhà ngoài chuyện giặt rũ cơm nước ra thì chẳng có gì làm đâu, nói nghe ghê lắm vậy, đúng là không biết xấu hổ. Daisy lẩm bẩm nói, nhạc vân phi cười nói đây là bạn gái của tôi cô ấy sống ở nước ngoài quen rồi nên nói chuyện thẳng thắn vậy đấy anh đừng để ý nhé lâm thanh diện chỉ cười chứ không nói gì thêm chúng tôi vừa gọi món xong vẫn chưa ăn anh có ngại đứng đó đợi thêm một lát không nhạc vân phi nói không sao cả hai người ăn trước đi tôi đã sắp xếp khách sạn cho hai người rồi lâm thanh diện đáp lời tôi qua kia lấy thêm ghế suốt lời anh liền đi về phía một nhân viên phục vụ sau khi anh đi thì nhạc vân phi liền cười khinh bỉ đúng là thằng nhà quê chỗ này làm gì có vụ lấy thêm ghế đâu trừ khi anh ta ăn ở đây nghe đồn chồng của hứa bích hoài là một thằng thất bại bất tài xem ra không phải là giả người như tên đó chắc cả đời không dám ăn một bữa ở đây mặc kệ đi để xem cảnh tên đó bị mất mặt xem nào đây gì nhìn lâm thanh diện một cái rồi nói lâm thanh diện bước đến trước mặt người nhân viên kia rồi nói đi lấy cho tôi một chiếc ghế đặt cạnh bàn bên kia đi anh à, tiệm chúng tôi, anh, anh là anh Lâm, người nhân viên kia trợt trợn tròn mắt. Nhà họ Lâm được xem như là ông trùm trong giới ẩm thực ở Kinh Đô, hầu hết các quán ăn hơi có tiếng tăm chút đều có cổ phần nằm trong tay nhà họ Lâm, nhà hàng Lam Mộng này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa ở kinh đô này không ai là không biết đến tiếng tăm của anh, việc người nhân viên này nhận ra Lâm Thanh Diện cũng không có gì là lạ cả. Lâm Thanh Diện chỉ gật đầu ra hiệu cho anh ta đừng để ai biết, cứ đi lấy một cái ghế là được anh nhân viên vội gật đầu rồi chạy đi lấy ghế cho anh lâm thanh diện đi về phía bàn ăn của nhạc phân phi và daisy hai người này nghĩ rằng nhân viên sẽ ngó lơ anh nhạc phân phi còn nói tôi quên nói anh biết ở đây anh ta còn chưa dứt lời thì nhân viên phục vụ đã mang một chiếc ghế tới đặt cạnh lâm thanh diện vẻ kính trọng nói anh lâm ghế của anh đây lâm thanh diện gật đầu rồi ngồi xuống cạnh hai người kia nhạc phân phi có vẻ rất ngược anh ta nuốt lại những lời mình vừa định nói anh vừa nói gì đó cơ. Lâm Thanh Diện nhìn Nhạc Vân Phi rồi hỏi. Không, không có gì. Nhạc Vân Phi vội đáp. Đúng là kỳ lạ, tên này hên thật, gặp ngay một người nhân viên dễ tính, nếu là người khác thì đã bị đuổi cổ ra ngoài từ lâu rồi. Daisy lại lầm bầm nói. Nhạc Vân Phi khẽ ho một cái, không suy nghĩ chuyện này nữa mà nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, bây giờ hai người đang định cư ở Kinh Đô sao? Đều làm việc ở đây hết à? Cũng không hẳn, Chúng tôi có việc cần giải quyết ở đây, vừa lúc vợ tôi sinh con nên ở lại luôn. Mà giờ Hoài vừa mới sinh bé xong, tôi muốn chăm cô ấy thật chu đáo nên cũng không đi làm gì cả." Lâm Thanh Diện trả lời. Nhạc Vân Phi ra vẻ đăm chiêu gật đầu, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có năng lực để ở lại kinh đô, giá phòng ở đây vô cũng đắt đỏ, muốn làm hộ khẩu cũng rất khó làm, những kẻ tầm thường không phải muốn ở là được. Cũng phải, định cư ở kinh đô thật sự rất khó. Nhạc Vân Phi nói, nghe Hoài nói là hai người vừa từ nước ngoài trở về, có đúng không? Lâm Thanh Diện hỏi, anh vừa nói xong thì hai người kia đã vênh hết cả mặt lên, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, dường như từ nước ngoài trở về là một chuyện vô cùng đáng tự hào vậy. Lần này Phi về nước là để đến làm tổng giám đốc ở công ty Internet Chắc Việt, tích lũy thêm kinh nghiệm. Hai năm sau quay về nước M thì chúng tôi sẽ kết hôn cho anh ấy có họ khẩu nước M, sau đó sẽ không về nước nữa. Daisy nói, à, trong nước không tốt sao còn quay về nữa. Lâm Thanh diện hỏi, theo anh thấy thì sự phải triển của nước hát hiện giờ cũng không thua kém gì các nước khác, làm một người dân thì ở lại cống hiến cho nước mẹ mới là điều đúng đắn nhất. Daisy nghe vậy liền bĩu môi, trên khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh bỉ, miệng nói, nói thẳng với anh thế này, từ sau khi tôi trở về thì đến cả thờ tôi cũng thấy khó chịu, đúng là không khí ở nước ngoài nó tươi mát hơn hẳn, với cả người dân ở đó hiểu biết hơn hẳn đám người trong nước chẳng qua là phải về để phi nhận việc tích lũy kinh nghiệm thôi, nếu không thì còn lâu tôi mới về. Nghe cô ta nói vậy thì trong lòng Lâm Thanh Diện cũng thấy có hơi khinh thường, không ngờ cô gái này lại là một người xính ngoại đến thế. Đây Di nói đúng đó, anh chưa ra nước ngoài bao giờ nên không biết ở ngoài kia mọi thứ trông như thế nào đâu, nước hát thật không có cửa mà so sánh, anh cũng nên nỗ lực. Mà thôi bỏ đi, nói với anh chuyện này cũng chẳng có ích gì. Nhạc Vân Phi còn chẳng mang tới việc che giấu sự khinh bỉ của mình với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, tất nhiên cũng biết rõ những chuyện xảy ra ở nước ngoài, thế nhưng dù đã leo đến vị trí này thì anh vẫn cảm thấy nước hát rất tốt, thật không thể hiểu nổi nhưng người xính ngoại kia đang nghĩ gì trong đầu nữa. Công ty Internet Chắc Việt là do nhà Daisy thành lập trong nước, tôi biết anh khó kiếm việc làm, nếu anh muốn tới Chắc Việt làm trông của hay quét dọn gì thì cứ nói tôi, đảm bảo tiền lương sẽ không thấp đâu, mấy chuyện này tôi chỉ cần nói một câu là xong. Nhạc Vân Phi huynh hoang nói. Lâm Thanh Diện bĩu môi, anh cũng nhận ra hai người này đến đây là để khoe khoang chứ chẳng cần ai tiếp đón hết. Bọn họ nói gia đình có công ty ở Kinh Đô, vậy còn lo không có chỗ ở sao? Lâm Thanh Diện trầm ngâm một lát, anh thấy mình không thể để hứa bích hoài bị mất mặt được. Anh bạn học này của cô rõ ràng là nghĩ mình có chút thành công rồi nên tới tìm cô để khoe khoang. Muốn chơi trội đây mà, bây giờ hứa Bích Hoài vẫn chưa tới, anh là chồng cô ấy sao có thể để cô ấy mất mặt được. Thế là anh ngẩng đầu lên, cười nói, nếu tôi nhớ không lầm thì công ty Internet chắc Việt gần đây đang cố tranh thủ cơ hội hợp tác với tập đoàn đầu ngành là hoan tưởng đúng không? Nếu hai người có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ giúp hai người. Tập đoàn hoan tưởng là do nhà họ Lâm thành lập về mảng Internet, càng ngày Internet càng phát triển hơn, nhà họ Lâm sao có thể thờ ơ cho được. Hôm trước khi đang nói chuyện với hướng vấn Thiên Anh có tình cờ nghe thấy ông ta nói về công ty Internet Chắc Việt. Bây giờ hướng vấn Thiên đang giữ vị trí là người phụ trách mạng Internet của nhà họ Lâm. Nếu ở nước ngoài thật sự tốt như vậy thì tại sao công ty Internet Chắc Việt lại nhiệt tình xun xoe hoan tưởng như vậy chứ? Nếu cần thiết thì Lâm Thanh Diện cũng không ngại dạy cho hai người này một bài học đâu. chương 669, bọn họ không xứng. Anh đừng nói đùa như vậy chứ, công ty internet chắc việt đúng là đang muốn hợp tác với tập đoàn hoan tưởng nhưng đây là sự hợp tác của hai công ty đa quốc gia anh tưởng anh là ai còn nói muốn giúp đỡ bọn này nữa chứ daisy khinh bỉ nói ừm um, ở công ty hoan tưởng thì tôi cũng có quyền lên tiếng lâm thanh diện nói daisy ra vẻ khinh khi nhìn lâm thanh diện miệng nói anh phi anh mau đuổi tên này đi đi thật không hiểu nổi sao trên đời lại có loại người mặt dày như vậy không biết Tập đoàn hoan tưởng là công ty dẫn đầu ngành Internet, một tên giúp việc như anh ta thì làm được gì chứ, dù có muốn vở việc chém gió thì cũng phải bịa ra chuyện nào thuyết phục chút chứ. Nhạc Vân Phi cũng ra vẻ khó chịu nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, nói chuyện phiếm thì nói thôi, nhưng anh đừng có nổ như vậy chứ, tôi biết anh thích ngồi uống rượu rồi chém gió với đám công nhân, nhưng trước mặt chúng tôi thì anh đừng làm như vậy, chúng ta vốn không cùng tầng lớp, không ai muốn nghe anh chém gió cả đâu. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua anh ta rồi nói, "Sao vậy? Anh xem thường công nhân à?" "Ha ha, đám người bẩn thỉu đó làm gì có tư cách để tôi xem thường chứ." Daisy cướp lời của Nhạc Vân Phi. Khuôn mặt Lâm Thanh Diện ngay lập tức tối sầm đi, vốn anh có lòng tốt muốn giúp công ty Trác Việt, ngờ đâu đâu Nhạc Vân Phi và Daisy không những không tin anh mà còn mở miệng ra khinh bỉ công nhân nữa, điều này làm anh khó mà nhẫn nhịn được. "Anh là cái thá gì?" sự tôn trong cơ bản giữa người với người mà cũng không biết dù có đạt được nhiều thứ hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi không được dạy dỗ đàng hoàng thôi lâm thanh diện không thèm nề nang gì khuôn mặt hai người kia chuyển sang màu tím không ngờ rằng lâm thanh diện lại dám nói vậy với mình đối với bọn họ thì lâm thanh diện chỉ là một kẻ thua cuộc dù anh ta có nói gì đi nữa thì cũng không có tư cách cãi lại như vậy chửi ai là nhà giàu mới nổi hả một tên thất bại như mày mà cũng dám nói chuyện với tao vậy à mày chán sống rồi hả đây di đứng vụt dậy cô ta chỉ vào mặt lâm thanh diện rồi chửi tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô ta nhạc phân phi cảm thấy hơi xấu hổ nên vội kéo cô ta lại rồi nói em đừng nổi nóng như vậy ở đây đông người đừng để người ta cười nhạo lúc này thì Daisy mới chịu ngồi xuống song cô ta vẫn cứ tức tối trợn mắt nhìn lâm thanh diện khuôn mặt nhạc phân phi xanh mét lại anh ta nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói: "Lâm Thanh Diện, mau xin lỗi đây gì đi, nể mặt hứa Bích Hoài chúng tôi sẽ không so đo với anh làm gì, tốt hơn hết là anh nên hiểu chuyện đi, đừng gây gổ đến mức không thèm nhìn mặt nhau, đụng đến chúng tôi thì anh cũng rắc rối to đấy." "Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ hai người, vậy mà cô ta lại nói mấy lời khó nghe như vậy, thậm chí còn sỉ nhục công nhân lao động nữa, mắc gì tôi phải xin lỗi cô ta chứ?" "Tôi được rồi, anh đừng có mà vờ vịt như thế." anh thì giúp được gì chứ, chuyện của anh ai mà không biết đâu. Nghèo thì đừng có mà giả vờ giàu sang, mau xin lỗi đây gì đi." Nhạc Vân Phi bực dọc nói. Lâm Thanh Diện đừng thẳng dậy, anh đặt một tấm thẻ vào phòng và một mảnh giấy lên bàn rồi lạnh giọng nói, "Nể tình hoài nên hôm nay tôi không so đo với hai người, đây là phòng khách sạn đã đặt trước cho hai người, các người tự tới đó đi. Nếu hai người còn tiếp tục vinh váo như vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu." dứt lời anh liền quay lưng bước ra khỏi nhà hàng. Xem thường ai vậy chứ, ai thèm phòng anh đặt, có khi còn là khu ổ chuột toàn ăn mày ấy chứ. Có ngon thì đừng đi, đúng là tức chết mà, đây di gào lên. Nhạc Vân Phi cản cô ta lại rồi an ủi, được rồi được rồi, tên kia chắc là sợ rồi nên mới chuồn đó, đúng là bó tay với tên đó, tưởng mình là ai vậy chứ. Chúng ta đừng để tam tới hạng người tầm thường như vậy. Em đã nói là trong nước không có gì tốt lành hết mà, giờ anh tin chưa người ở đây ai cũng ít học kém cỏi còn tưởng mình giỏi giang lắm không được rồi đợi đến khi anh tiếp quản công ty internet chắc việt thì em phải về nước em ngay người ở đó biết điều hơn hẳn daisy tức tối nói được được nghe em hết đó để chốc nữa anh nói chuyện với hứa bích hoài nhắc định phải bắt tên bất tài kia xin lỗi em giờ chúng ta ăn cơm trước đã được không em nhạc phân phi dỗ dành daisy daisy bực hội hừ một tiếng Đến tận lúc này cô ta mới chịu thôi không nổi cáu nữa. Mọi người xung quanh cùng nhìn về phía Daisy và Nhạc Vân Phi, ai nấy đều thấy hơi khó chịu, rõ ràng những lời nói lúc nãy của Daisy đã khiến bọn họ tức giận, chẳng qua không ai muốn rước hỏa vào thân thôi, đứng ngoài xem là được rồi. Bên ngoài nhà hàng, Lâm Thanh diện bước đến bên cạnh một chiếc Rolls-Royce, xung quanh có không ít người đang đứng vây quanh đây, nhìn chiếc xe sang cực ngầu mà lòng vô cùng hâm mộ. Lâm Thanh Diện vừa bước đến bên chiếc xe thì liền có một người đi xuống mở cửa cho anh. Lâm Thanh Diện ngồi vào trong xe, người vừa mở cửa cho anh ngồi vào vị trí ghế lái, ông ta hỏi, anh Lâm, ngài gọi tôi tới đây không phải để đón người sao? Không cần đón, bọn họ không xứng, Lâm Thanh Diện hờ hững nói. Bác tài thoáng chốc đã hiểu ý anh, ông ta mau chóng nổ máy rồi rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh chiếc xe Rolls Royce này anh đã cố tình gọi đến nhà hàng trên đường tới đây. Lúc anh tới đây cảm thấy gọi xe tiện hơn nhiều, không cần phải lái xe đi, nhưng vì không muốn làm hứa Bích Hoài mất mặt nên anh mới gọi điện kêu người lái chiếc xe này tới. Ai ngờ nhạc Vân Phi và Daisy gọi anh đến chỉ là để khoe khoang thôi, đã vậy còn xính ngoại không coi ai ra gì nữa, vậy nên Lâm Thanh Diện cũng chẳng cần khách sáo với bọn họ làm gì, dĩ nhiên cũng không cần đi đưa hai người đó bằng chiếc xe này. Nể mặt hứa bích hoài lắm anh mới để thẻ phòng lại cho bọn họ Cơm nước xong xuôi, nhạc phân phi và Daisy đi ra khỏi nhà ăn Nhạc phân phi tay cầm tấm thẻ phòng mà Lâm Thanh Diện để lại Anh ta nhìn thoáng qua dòng địa chỉ trên tờ giấy rồi nói Hay chúng ta tới khách sạn chỗ Lâm Thanh Diện đặt phòng xem thử đi Tới đó làm gì, tên đó thì làm gì đặt được chỗ tốt chứ Có khi còn chẳng khác gì chuồng lợn nữa ấy chứ Daisy cáo hình nói nếu thật sự tệ hại như vậy thì chúng ta cứ chụp một tấm ảnh đăng lên, còn nếu không tệ lắm thì chúng ta ở tạm vậy, dù sao không ở cũng uổng, hơn nữa địa chỉ cách chúng ta không xa, đi chút là tới thôi." Nhạc Vân Phi nói. Daisy nghe vậy thì cũng thấy có lý, thế là cô ta cũng gật đầu, hai người cùng đi tới địa chỉ ghi trên tờ giấy. Không lâu sau, Nhạc Vân Phi và Daisy cùng dừng lại trước một khách sạn năm sao hai người họ đều có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn về phía khách sạn xa hoa đèn đuốc rực rỡ kia. Nhạc Vân Phi nhìn kỹ địa chỉ trên tờ giấy vài lần, anh ta cho rằng mình đã tìm sai chỗ rồi. Anh có chắc là tên đó đã đặt chỗ này cho chúng ta không? Daisy mở miệng hỏi. Theo như địa chỉ trên tờ giấy này thì đúng là vậy, số 189 đường Hưng Thịnh, trên biển hiệu có viết kia. Nhạc Vân Phi cũng có vẻ ngờ vực. Em thấy cứ không đáng tin sao ấy, tên ăn hại kia đặt phòng khách sạn tốt vậy cho chúng ta à? Tấm thẻ phòng này có phải giả không vậy? Đây Di nghi ngờ nói. Chúng ta đi hỏi là biết ngay thôi ấy mà, nếu là gì thật thì anh phải nói chuyện với hứa bích hoài thôi, cô ta đúng là mắt mù mà, lại cưới một ông chồng như vậy. Dứt lời anh ta liền đi vào trong khách sạn. Hai người bước đến trước cửa ra vào đưa tấm thẻ kia cho nhân viên rồi hỏi, xin hỏi tấm thẻ phòng này có phải là của khách sạn bên anh không? Nhân viên trước cửa nhìn tâm thẻ kia rồi cung kính trả lời, đúng vậy thưa anh chị, đây là thẻ phòng tổng thống của khách sạn chúng tôi, chào mừng hai anh chị tới ở. Cái gì, phòng tổng thống? Nhạc Vân Phi và Daisy nhìn nhau, cả hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. chương 670, Hội nghị Internet Về đến nhà, Lâm Thanh Diện đi vào phòng của hứa Bích Hoài, nhìn đến hứa Bích Hoài đang âu yếm cô bé Lâm Nhất nặc bụ bấm với một nụ cười hiền từ trên mặt. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện trở về liền kinh ngạc hỏi, sao anh về sớm vậy? Anh đã sắp xếp ổn thỏa cho nhạc Vân Phi rồi à? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nhún vai, nói em có chắc là người bạn học này liên lạc với em vì tiện khi ở Kinh Đô không? Anh ta chỉ muốn khoe khoang một vài thành tựu hiện tại của mình mà thôi. Hứa Bích Hoài sửng sốt, hỏi, là sao anh? Lâm Thanh Diện kể lại cho Hứa Bích Hoài nghe chuyện đã xảy ra ở nhà hàng Lam Mộc. Hứa Bích Hoài nghe xong liền tỏ vẻ khó hiểu nói, không phải chứ, lúc còn đi học, Nhạc Vân Phi là một người tốt bụng và vui tính, sao lại thành ra như vậy được? Có khi nào đã xảy ra hiểu lầm gì không? Lâm Thanh Diện im lặng trong chốc lát rồi hỏi, lúc còn học đại học, anh ta đã giúp đỡ em như thế nào? Hứa Bích Hoài ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại chuyện giữa mình và Nhạc Vân Phi cho Lâm Thanh Diện nghe, biểu thị rằng thời điểm đó Nhạc Vân Phi thật sự là một người rất tốt, dù tìm anh ta với lý do gì đi nữa thì anh ta cũng nguyện ý giúp đỡ chưa bao giờ từ chối. Lâm Thanh Diện nghe xong thì bật cười nói, tuy rằng anh là trai thẳng nhưng anh tự thấy mình rất hiểu đàn ông, không ai vô duyên vô cớ đối tốt với một người, nếu anh đoán không lầm, lúc còn học đại học, có lẽ anh ta đã có ý với em, còn em thì chỉ cảm thấy người ta tốt bụng thôi, điều này khiến anh ta có cảm giác em khinh thường anh ta, cho nên sau khi quay lại, anh ta muốn khoe khoang trước mặt em một phen. Hứa Bích Hoài nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, thật không ngờ người mà cô từng cảm thấy rất tốt hóa ra lại như vậy điều này khiến trong lòng cô rất khó chấp nhận có lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó chẳng qua là anh đa nghi quá mà thôi hứa bích hoài phân bua chỉ chốc lát sau cô đã nhận được tin nhắn của nhạc phân phi hứa bích hoài đừng tưởng rằng cô bảo người chồng vô dụng của cô đặt phòng tổng thống cho chúng tôi thì tôi sẽ tha thứ chuyện năm xưa cô từng ngạo mạn với tôi bây giờ tôi đã du học về lại còn ký hợp đồng với công ty lớn đã không còn là thằng nhóc năm xưa nữa rồi còn cô, với tôi mà nói cô cũng đã là một người phụ nữ luống tuổi, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Tôi khuyên cô nên sớm bảo tên rác rưởi Lâm Thanh Diện đó đến xin lỗi chúng tôi, nếu không tôi nhất định sẽ dùng thủ đoạn để khiến các người phải hối hận. Hứa Bích Hoài đưa di động của mình cho Lâm Thanh Diện xem rồi nói, anh nói đúng rồi. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua tin nhắn mà Nhạc Vân Phi gửi đến, anh cười khẩy một cái rồi thầm nghĩ có lẽ bọn Nhạc Vân Phi đã gửi tin nhắn từ phòng tổng thống mà anh đã đặt anh chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến vậy xính ngoại đã đành lại còn muốn dùng thủ đoạn khiến cho anh ta và hứa bích hoài hối hận người ta đã uy hiếp đến vậy rồi thì lâm thanh diện sao có thể giả như không biết gì chứ chí ít thì tập đoàn hoan tưởng không thể hợp tác cùng một công ty coi thường nước hát được chuyện này em không cần phải lo để anh xử lý lâm thanh diện nói hứa bích hoài gật gù hiện tại cô đã có con gái rồi trong lòng chỉ nghĩ đến con nên hiển nhiên là không thể đặt tâm tư vào những chuyện khác bạn học cũng nghĩ về cô thế nào, cô đã không còn quan tâm lâu rồi, hơn nữa những phiền toái kiểu đó cũng không phải là chuyện mà cô gặp lần đầu, cô tin Lâm Thanh Diện sẽ giúp cô xử lý tốt. Lâm Thanh Diện lấy di động ra gọi cho hướng vấn thiên, công ty Internet chắc Việt có phải đã đổi tổng giám đốc, tên là Nhạc Vân Phi không? Đúng vậy, gần đây họ liên tục tìm đến chúng ta muốn hợp tác, đến lúc đó vị tổng giám đốc mới nhậm chức sẽ đến thảo luận cùng chúng ta về triết lý phát triển của họ. Vài ngày nữa sẽ có một hội nghị Internet, tôi định đến hội nghị đó nghe ngóng thử tư duy của vị tổng giám đốc mới đó rồi mới quyết định có cùng họ hợp tác hay không. Hướng vấn thiên trả lời. Không cần phải nghĩ về chuyện đó nữa, từ nay về sau, phàm là chuyện hợp tác cùng công ty Internet chắc Việt, cứ việc từ chối. Còn nữa, tôi cũng muốn ghé qua hội nghị này một chuyến, anh hãy sắp xếp cho tôi nhé. Lâm Thanh Diện nói. Vâng, anh Diện. Ngày diễn ra hội nghị Internet. Nhạc Vân Phi cùng Daisy ăn mặc chỉnh tề rồi rời khỏi khách sạn, xem ra họ rất coi trọng hội nghị Internet này. Không biết là tên Lâm Thanh Diện đó đã đặt phòng cho chúng ta mấy ngày nhỉ, chúng ta ở lâu như vậy rồi mà không một ai đến bảo chúng ta trả phòng, nơi này một ngày ít nhất cũng phải mấy triệu, tên rác rưởi Lâm Thanh Diện ấy thật sự trả nổi sao. Nhạc Vân Phi lầm bẩm Ôi trời, mặc kệ anh ta đi, dù gì cũng không phải chúng ta trả tiền, anh nên nhanh chóng nghĩ cách làm thế nào để gây dựng mối quan hệ tốt với người của tập đoàn Hoan Tưởng đi, chỉ cần anh có thể lấy được lần hợp tác này thì ba của em nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về anh, ông ấy sẽ không có ý kiến gì về chuyện kết hôn của chúng ta nữa, đến lúc đó anh sẽ lấy được thẻ xanh dễ như trở bàn tay." Daisy nói. "Yên tâm đi, với năng lực của anh muốn hợp tác cùng tập đoàn Hoan Tưởng dễ như trở bàn tay ấy mà, đến lúc đó em cứ ở yên đó nhìn là được." Nhạc Vân Phi tự tin nói. Hội nghị internet được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm công nghệ cao ở Kinh đô mỗi công ty tham gia hội nghị sẽ được bố trí một gian hàng trong tòa nhà để triển lãm các sản phẩm và ý tưởng của công ty mình. Tác dụng chính của hội nghị này là xúc tiến sự hợp tác giữa các công ty, đến lúc đó các nhân vật đại diện của các công cũng sẽ tề tựu và giao lưu với nhau. Sau khi nhạc vân phi cùng Daisy có mặt tại trung tâm hội nghị và triển lãm thì đều bỏ qua các gian hàng triển lãm để đi thẳng đến khu vực trung tâm, lúc này lãnh đạo của các công ty đều đang ở đó, bọn họ muốn tìm người đại diện của tập đoàn hoan tưởng để bàn bạc. Đã có không ít người ở khu vực trung tâm, hầu hết trong số họ đều là những người có thâm niên trong lĩnh vực Internet và hiển nhiên hướng vấn thiên cũng có ở đó. Hơn nữa tất cả mọi người còn xem ông ta như tâm điểm mà vây quanh nên không khó để nhận ra địa vị của ông. Sau khi Nhạc Vân Phi đến liền lập tức kinh ngạc, cảm thán, wow, đều là các ông lớn trong ngành, còn có một số công ty nổi tiếng trên trường quốc tế nữa chứ, xem ra ngành công nghiệp Internet trong nước đang phát triển rất tốt. Daisy lập tức chừng mắt liếc anh ta nói, chỉ là đang phát triển tốt chứ còn thua xa nước ngoài mà, anh đúng là một chút kiến thức cũng không có. Nhạc Vân Phi rụt cổ, không dám nói gì nữa. Hai người cùng bước tới, Nhạc Vân Phi nhiệt tình chào hỏi Hướng Vấn Thiên và gia nhập vào cuộc thảo luận giữa bọn họ. Hướng Vấn Thiên cũng không biết người trước mặt là ai, phàm là người đến nói chuyện, ông đều đáp vài câu. Ông Hướng, gặp được ông ở đây là vinh hạnh của tôi, hai ngày trước tôi còn gặp một thằng danh bảo rằng quen người trong tập đoàn hoan tưởng của ông, giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, ai trong tập đoàn hoan tưởng cũng đều là nhân tài thì sao có thể kết giao với loại người như vậy chứ? Nhạc Vân Phi cười nịnh nọt. Hướng Vấn Thiên nhìn lướt qua anh ta rồi chỉ cười gật đầu chứ không nói gì. Ông Hướng, kỳ thật lần này tôi đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với ông, không biết ông có tiện không? Nhạc Vân Phi hỏi tiếp. Cậu là người của công ty nào? Hướng Vấn Thiên hỏi một câu. Nhạc Vân Phi lập tức đưa tay ra với hướng Vấn Thiên, nói tôi là người của Trác Việt, tôi tên là Nhạc Vân Phi, lúc trước hình như công ty chúng tôi đã gửi tài liệu cho ông rồi. Hướng Vấn Thiên đăm chiêu trong chốc lát rồi à lên một tiếng nhưng không bắt tay Nhạc Vân Phi mà chỉ cười cười quan sát anh ta, một lời cũng không nói. Nhạc Vân Phi xấu hổ, tay giơ ra rồi, hạ xuống không được mà giơ tiếp cũng không xong nên mặt mày nóng bừng. Ông Hướng, việc hợp tác giữa chúng ta, Nhạc Vân Phi buông tay xuống, lại còn ngượng ngùng cọ cọ vào quần. Việc hợp tác với các người, tôi không thể làm chủ, đợi lát nữa chủ tịch của chúng tôi đến, anh có thể đi tìm ngài ấy để nói chuyện. Hướng vấn thiên cười nhạo. Audio điện tử võ tấn bền. chương 671, người đó là chủ tịch của chúng tôi. Nhạc Vân Phi cùng Daisy đứng một góc, nhìn hướng vấn thiên đang nói chuyện với các ông lớn trong ngành thì thấy rất khó chịu, vừa rồi thái độ của hướng vấn thiên khiến họ cảm thấy mình bị mất mặt trước rất nhiều người. Tuy nhiên, thực ra chẳng có ai để ý đến hai người họ cả. Anh nói xem, người đại diện của tập đoàn hoan tưởng rốt cuộc có ý gì, vừa rồi anh bắt tay với ông ta vậy mà ông ta lại không có hành động gì, đây là xem thường chắc Việt chúng ta sao. Đây gì tức giận lầm bẩm Có thể người ta không có thói quen bắt tay với người khác, em không thấy là ông ta không hề bắt tay với những người khác sao, đừng nghĩ nhiều quá, Nhạc Vân Phi an ủi một câu. Hừ, một đám không coi ai ra gì, đây chỉ là chi nhánh của công ty em, nếu là ở Mỹ để xem bọn họ có dám đối xử với chúng ta như vậy không, tập đoàn hoan tưởng ở đây cũng coi như là có chút tiếng nói đổi lại là ở Mỹ thì chẳng bằng cọng lông. Đây gì vẫn còn khó chịu nói. Nhạc Vân Phi lập tức tiếp lời nhưng thực chất trong lòng lại nghĩ nhà cô lợi hại như vậy thì tại sao lại vội vàng muốn hợp tác cùng tập đoàn hoan tưởng. Đương nhiên, anh ta không thể nói ra những lời này, dù sao tiền đồ sau này vẫn còn phải dựa vào công ty Internet chắc Việt, những lời này phỉ nhổ trong lòng thôi cũng được rồi. Hy vọng lát nữa thái độ của chủ tịch tập đoàn hoan tưởng có thể tốt hơn một chút, nếu không em sẽ mặc kệ chuyện hợp tác mà không nể mặt bọn họ. Daisy tức giận nói. Nhạc Vân Phi lúc này cũng nói, em đừng hành động theo cảm tính như vậy, em cũng biết việc hợp tác cùng tập đoàn hoan tưởng lần này quan trọng thế nào, một khi thương lượng không thành thì chi nhánh trong nước của em sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, Đôi khi trong kinh doanh, em phải ăn nói khép nép, xem sắc mặt người ta, em cũng đâu muốn ba em vì chuyện này mà có thành kiến với anh đâu, đúng không? Nghe Nhạc Vân Phi nói như vậy, Daisy lập tức hạ hỏa, tuy rằng trong lòng cô ta cực kỳ khinh thường công ty trong nước nhưng lần hợp tác này quả thật rất quan trọng, không phải là chuyện cô có thể tùy tiện nói không cần là không cần. Phiền chết đi được, đất nước này chẳng có gì hay ho cả, em nhất định phải mau chóng về nước, không khí ở đó trong lành hơn. Daisy chán nản nói. Ở cổng trung tâm hội nghị và triển lãm, Lâm Thanh Diện xuống khỏi taxi và lập tức đi thẳng vào trong. Lúc này Nhạc Vân Phi cùng Daisy đang đi dạo trước gian hàng của một công ty, ánh mắt của Nhạc Vân Phi ngẫu nhiên liếc qua và nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi vào khu vực trung tâm của sảnh. Sao tên đó lại ở đây? Nhạc Vân Phi lầm bầm. Daisy nhìn theo ánh mắt của Nhạc Vân Phi, sau khi thấy Lâm Thanh Diện, sắc mặt cô ta là nặng nề, cô ta đang khó chịu trong người, muốn tìm cơ hội để xả, mà Lâm Thanh Diện là một đối tượng vô cùng thích hợp. Anh Phi, tên này còn chưa xin lỗi chúng ta, chúng ta qua đó mắng anh ta một trận để em được hả giận nha. Đây gì trực tiếp túm Nhạc Vân Phi đi về phía Lâm Thanh Diện. Nhạc Vân Phi hoàn toàn không xem Lâm Thanh Diện ra gì, với anh ta mà nói hội nghị Internet như vậy chỉ có những nhân vật cao cấp như anh ta mới có tư cách tham gia, một thằng nhãi như Lâm Thanh Diện thì lấy đâu ra tư cách mà đặt chân vào đây hai người đến trước mặt lâm thanh diện chặn đường anh lại daisy thẳng thừng nói anh nghĩ mình là ai mà nơi này anh cũng dám đến hả sao thế anh tới để thông cống thoát nước sao hay là đến để dọn nhà wc lâm thanh diện nhìn thấy nhạc vân phi cùng daisy đang ngáng đường mình thì cũng không ngạc nhiên gì lắm chỉ cười nói tôi tới tham gia hội nghị phiền hai người tránh đường họ còn đang đợi tôi lâm thanh diện anh đang làm trò hề đấy à? những người đến đây đều là các ông lớn trong ngành bọn họ mà chờ cái loại rẻ rách như anh sao? Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày đó chưa xong đâu, anh hãy nhanh xin lỗi tôi và Daisy đi, nếu không hôm nay anh đừng hồng bước qua được đây. Nhạc Vân Phi hùng hổ nói. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai người trước mặt nói, tại sao tôi phải xin lỗi hai người chứ? Hai người là kẻ xính ngoại, coi thường người lao động, nếu phải xin lỗi thì phải là hai người mới đúng. Đồ vô duyên thối, chúng tôi xính ngoại đấy thì sao nào? Nước ngoài đúng là tốt hơn cả trăm lần với trong nước, đây là sự thật không thể chối cãi, tôi thách anh đưa ra những thứ tốt đẹp trong nước đấy, còn chuyện chúng tôi không tôn trọng người lao động, lẽ nào anh còn không hiểu trên đời này có tôn ti trật tự sao, bọn họ chỉ làm công việc chân tay thì đáng bị coi thường là đúng rồi. Daisy liến thoáng không ngừng. Nghe thấy những lời này của Daisy, Lâm Thanh Diện không hề tức giận mà chỉ hơi mỉm cười, sau đó lướt qua hai người họ tiếp tục đi về phía trước. Anh không nghe chúng tôi nói gì à, tôi bảo anh phải xin lỗi chúng tôi, anh bị điếc à. Nhạc Vân Phi thấy Lâm Thanh Diện cứ thế bỏ đi liền vội hét lên. Phi, anh nhanh túm anh ta lại, hôm nay anh ta phải xin lỗi em, nếu không chuyện này yên được đâu. Đây gì chừng mắt quát. Hai người chạy theo Lâm Thanh Diện, muốn ngăn anh lại, nhưng bọn họ có chạy nhanh cỡ nào đi nữa cũng không đuổi kịp Lâm Thanh Diện, anh chỉ lướng thướng bước đi mà cũng vẫn bỏ xa bọn họ. Sao tên này đi nhanh vậy nhỉ? Chết tiệt, anh ta đang đi về khu vực trung tâm, lỡ lát nữa anh ta chọc giận người của tập đoàn Hoan Tưởng, có khi còn làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta, anh thấy anh ta cố ý đến đây phá thì có." Nhạc Vân Phi thầm mắng một câu. Một lát sau, Lâm Thanh Diện đã đi tới khu vực trung tâm. Nhạc Vân Phi biến sắc, vội vàng hét lên với hai bảo vệ, "Mau ngăn anh ta lại, anh ta là kẻ gây rối." Hai người bảo vệ giật mình, lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Diện định ra tay. Đúng lúc này, hướng vấn thiên bước tới chỗ lâm thanh diện, tươi cười, đón anh vào. Hai người bảo vệ thấy thế lập tức dừng lại. Vừa rồi là một người có máu mặt của tập đoàn hoan tưởng, ông ta tự mình ra nghênh đón thì người đó sao có thể là kẻ gây rối chứ, gặp phải tình huống này, bọn họ vẫn nên đợi xem thế nào thì tốt hơn. Nhạc Vân Phi cùng Daisy đều không ngờ hướng vấn thiên lại đích thân ra đón Lâm Thanh Diện nên lập tức tròn mắt. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện các ông lớn trong ngành đều giật mình, Tin đồn Lâm Thanh Diện chết đã lan ra khắp kinh đô, vậy mà không ngờ lúc này Lâm Thanh Diện lại xuất hiện ở nơi này, điều đó khiến cho bọn họ lập tức hiểu ra đó chỉ là tin đồn nhảm. Hơn nữa bọn họ đều nghe được tin, khoảng thời gian trước, chỉ trong một đêm nhà họ Triệu cùng nhà họ Tôn đều bị giết, bây giờ xem ra, rất có thể là bởi vì Lâm Thanh Diện đã trở lại nên nhà họ Triệu cùng nhà họ Tôn mới bị tai ương ngập đầu. Lâm Thanh Diện cũng không quan tâm đến tin tức người khác biết mình vẫn còn sống dù tin tức này có đến được với nhà họ công tôn đi nữa thì có lẽ đó là chuyện rất lâu sau rồi. Và Lâm Thanh Diện đã lên kế hoạch, không lâu nữa anh sẽ đích thân sang Mỹ để giải quyết mối hiểm khích giữa mình với công tôn thắng cũng như đặt dấu chấm hết cho hận thù của nhà công tôn. Tất cả mọi người đều tiến lên và kính cẩn chào hỏi Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện gật đầu tỏ ý chào lại, tuy rằng đồ mà anh ta mặc là bình thường nhất giữa đám người nhưng khí chất lại nổi trội nhất. Nhạc Vân Phi cùng Daisy lại há hốc mồm, họ không thể nào ngờ được những ông lớn trong giới lại lần lượt chào hỏi Lâm Thanh Diệt, địa vị phải thế nào mới có được đãi ngộ như vậy. Bọn họ đi tới trước mặt mọi người, nhạc vân phi vẫn có chút không tin, liền nói với hướng vấn thiên, ông hướng, người này. Hướng vấn thiên nhìn nhạc vân phi cười nói, cậu tới vừa đúng lúc, chẳng phải cậu muốn tìm chủ tịch của chúng tôi để bàn chuyện hợp tác sao? Người này là chủ tịch của chúng tôi, cậu có chuyện gì cứ nói với chủ tịch của chúng tôi. Nói xong, hướng vấn thiên còn chỉ chỉ lâm thanh diện. Nhạc Vân Phi cùng Daisy lập tức hóa đá, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. chương 672, anh xem trọng bản thân mình quá rồi. Chủ, chủ tịch, tên này, không phải là kẻ bỏ đi mà tất cả mọi người đều biết sao. Sao lại trở thành chủ tịch của tập đoàn hoan tưởng rồi? Nhạc Vân Phi tự lầm bẩm nói với bản thân mình, đã loạn hết cả đầu lên. Daisy ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc rất lâu sau mới nói một câu, chắc chắn là có gì sai rồi, tên này sao có thể là chủ tịch của tập đoàn hoan tưởng chứ, nhạc vân phi, không phải anh nói anh ta là phế vật sao. Anh cũng không biết, mấy năm nay anh đều ở bên nước ngoài, làm sao biết được tình hình hiện nay ở đây, hơn nữa trước khi anh đi, nhớ rằng hứa bích hoài quả thực đã gả cho một tên phế vật, lẽ nào hai năm nay cô ấy gả cho người khác rồi sao? Nhạc vân phi vô cùng nghi ngờ. Lúc này Lâm Thanh Diện nhìn về phía hai người, cười với Nhạc Vân Phi nói, anh muốn hợp tác với tập đoàn của chúng tôi. Nhạc Vân Phi vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, nhất thời không biết làm sao ứng phó với tình hình hiện tại, chỉ có thể nở nụ cười, mở miệng nói, Lâm, Lâm Thanh Diện, không thể ngờ anh chính là chủ tịch của tập đoàn Hoan Tưởng, thật là trùng hợp, công ty Internet chắc Việt của chúng tôi vô cùng muốn hợp tác với bên anh, là bạn bè, chúng ta cùng nhau đàm phán đi. Bạn bè, anh quá coi trọng bản thân mình rồi, lẽ nào nhanh như vậy hai người đã quên hết những lời mình vừa nói rồi sao? Lâm Thanh Diện cười lạnh nói một câu. Nhạc Vân Phi trên trán đã chảy mồ hôi lạnh, lúc này tất cả những người có tiếng nói trong ngành Internet trong nước đều đang nhìn chầm chầm vào anh ta. Nếu như việc này anh ta xử lý không tốt, công ty Internet chắc Việt sau này nếu muốn phát triển trong nước, sẽ vô cùng khó khăn. Xem anh nói kìa, trước đây đều là hiểu lầm, lúc tôi học đại học, khá thân với Bích Hoài, bây giờ cô ấy là vợ của anh, tôi cũng vô cùng vui mừng thay cho cô ấy. Những hiểu lầm trước đây, tôi sẽ đặc biệt tìm thời gian để đền bù cho anh, chúng ta đừng nói cái này ở đây. Tốc độ ứng biến não của nhạc vân phi vô cùng nhanh, muốn hóa giải sự ngại ngùng hiện tại. Lâm Thanh Diện nhếch môi, sau đó mới đáp, vậy tôi bây giờ dùng thân phận của chủ tịch tập đoàn hoan tưởng nói với anh, tập đoàn hoan tưởng của chúng tôi sẽ không hợp tác với một công ty xính ngoại, không tôn trọng người lao động cho nên anh có thể không cần lãng phí thời gian ở đây nữa sắc mặt của nhạc Vân Phi lập tức trở nên xanh sao, có thể thấy Lâm Thanh Diện đã không để lại cho anh ta chút mặt mũi nào. Daisy ở bên cạnh nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói, trong lòng lập tức trở nên phẫn nộ, thầm nghĩ tên này không nể mặt thì thôi đi, bây giờ còn nói công ty internet trác việt của họ xính ngoại, không tôn trọng người lao động. Cô ta vốn dĩ nghĩ nếu như không có cách nào hợp tác với tập đoàn Hoan Tưởng, thì sẽ chọn một công ty khác cũng sẽ như vậy, chỉ là hiệu quả kém đi một chút nhưng bây giờ lâm thanh diện ở trước mặt nhiều người nói công ty của họ như thế thật sự là đang triệt toàn bộ đường lui của họ cô ta trước giờ tính khí đã không tốt tức giận nhìn lâm thanh diện chất vấn lâm thanh diện tại sao anh lại bôi nhỏ công ty của chúng tôi dù cho anh là chủ tịch của tập đoàn hoan tưởng anh cũng không nên vu cáo công ty chúng tôi như vậy anh đừng có mang ân oán cá nhân vào công việc nghe những lời daisy nói lâm thanh diện lập tức cười đáp cô chắc chắn là tôi đang vu cáo cô Lẽ nào những lời cô nói trước đó, cô nhanh quên như vậy sao? Đương nhiên là anh đang vu cáo tôi, tôi đã nói mấy câu như xính ngoại bao giờ, là do anh ỷ vào thân phận của bản thân mà vu cáo chúng tôi. Daisy nghĩ rằng trước đây cô ta nói những gì, những người ở đây căn bản không thể biết, chỉ cần cô ta không ngừng nói Lâm Thanh Diện vu cáo mình, Lâm Thanh Diện nhất định sẽ không còn cách nào. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Daisy, Mở miệng hỏi, "Vậy cô nói cho tôi xem cô làm chức vụ gì ở công ty Internet Trác Việt?" "Công ty Internet Trác Việt là do ba tôi sáng lập, sau này cả công ty Internet Trác Việt đều là của tôi." Daisy vô cùng đắc ý nói. "Vậy cũng chính là nói cô có thể đại diện cho toàn bộ công ty Internet Trác Việt đúng không?" Lâm Thanh Diện tiếp tục hỏi. "Không sai, tôi đương nhiên có thể đại diện cho cả công ty Internet Trác Việt, anh hỏi cái này làm gì?" Daisy có chút nghi ngờ hỏi lâm thanh diện không hỏi thêm nữa mà lấy từ trong áo ra một chiếc bút ghi âm hùa tước mặt của daisy và nhạc phân phi sau đó anh mở tiếng của bút ghi âm lên mức to nhất ở trước mặt tất cả mọi người mở bút ghi âm lên mẹ nó nữa chúng tôi xính ngoại đấy làm sao giọng của daisy đầy khí thế truyền ra từ trong bút ghi âm daisy và nhạc phân phi sau khi nghe xong giọng nói trong bút ghi âm hai mắt lập tức trợn tròn lên hoàn toàn không ngờ rằng lâm thanh diện lại thu âm lại giọng của họ đây lúc này muốn đưa tay ra cướp bút ghi âm của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện giơ cao tay lên một cái liền né được. Anh mau đưa thứ đó cho tôi, dừng lại cho tôi, đây dường như tức giận, vội vàng khoa tay múa chân. Bây giờ còn dám ở trước mặt tôi nói một lần nữa không? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm cô hỏi. Tôi đã nói gì chứ? Anh mau đưa thứ đó cho tôi, anh đang vô cáo tôi, tôi phải kiện anh tội phỉ báng, thứ này là do anh ngụy tạo nên. Daisy đã trở nên điên cuồng, như biến thành một người đàn bà tranh chua. Bảo vệ đứng gần đấy thấy tình hình, nhanh chóng đi tới chặn Daisy lại. Những nhân vật đầu ngành Internet đều nhìn chằm chằm vào hai người Daisy và Nhạc Vân Phi, ánh mắt đều lộ ra sự khinh thường. Thật không ngờ công ty Internet chắc Việt lại là một công ty như vậy, không những xính ngoại, lại còn không chút tôn trọng người lao động, không có sự cống hiến của những người lao động, mấy người đến nhà cũng không có mà ở, thật không biết mấy người mặt mũi ở đâu ra để khoe khoang tự cho rằng mình hơn hẳn người khác. Nếu như tôi nhớ không nhầm, công ty Internet chắc Việt hình như là một công ty vốn đầu tư nước ngoài, nếu mấy người đã khinh thường trong nước như vậy, tại sao còn muốn mở công ty ở đây, tôi thấy mấy người nên sớm rút lui đi. Loại công ty như này, để lại trong nước chính là một khối u ác tính, sau này lại tìm công ty hợp tác, nhất định phải lau mắt cho sáng ra, kiên quyết không thể để loại công ty như này làm liên lụy nghe những lời đánh giá của các nhân vật đầu ngành internet về công ty internet chắc Việt, nhạc phân phi vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Bây giờ họ thật sự không còn chút đường lui nào rồi. Những nhân vật ở đây đều không muốn cùng họ hợp tác. Những công ty nhỏ còn lại tất nhiên cũng chẳng có lá gan này. Đây gì? Nghe những lời mọi người nói, ánh mắt tràn ngập oán hận. Một lúc sau, sông lên trước mặt mọi người lớn tiếng hét lên: "Mấy người là một đám ngu xuẩn. Tôi cũng sẽ chẳng muốn tới cái nơi quỷ quái này. Mấy tên não tàn như các người." cả đời này đều không phát triển được đâu. Bảo vệ, nhanh chóng đuổi hai người gây náo loạn này ra ngoài, sau này cho dù mở bất cứ cuộc họp nào, đều không cho công ty Internet chắc Việt tham gia, một công ty dựa vào vốn đầu tư nước ngoài mà đã thật sự cho rằng bản thân làm nên chuyện rồi. Hướng vấn thiên lạnh lùng nói một câu. Hai người bảo vệ lập tức đuổi nhạc Vân Phi và Daisy ra ngoài, vô cùng dứt khoát. Ở phía bên ngoài hội trường, nhạc Vân Phi nhìn bảo vệ đang chắn trước mặt họ, điên cuồng dậm chân, tay vò mạnh đầu tóc mình. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. chương 673, ăn quyệt. Nhà tổ của nhà họ Lâm, trong phòng của hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, có chút lo lắng hỏi, anh thật sự phải đến nước em mờ tìm người của của gia tộc công tôn báo thù sao? Lâm Thanh Diện cười, vuốt ve má hứa Bích Hoài, nói, việc này chỉ có anh đích thân đi mới giải quyết được. Hơn nữa một ngày chưa giải quyết xong mối họa ẩn giấu này, thì sẽ thêm một ngày anh không yên tâm, anh nhất định phải lo nghĩ cho sự an toàn của em và con gái chúng ta. Hứa Bích Hoài không còn cách nào, thở dài một hơi, biết quyết định mà Lâm Thanh Diện đưa ra, ai cũng không thay đổi được. Hơn nữa gia tộc Công Tôn thật sự là kẻ thù lớn nhất hiện nay của Lâm Thanh Diện, nếu như không diệt trừ gia tộc Công Tôn, họ thật sự phải sống trong lo lắng sợ hãi mỗi ngày. Nhìn dáng vẻ lo lắng của hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện cười, nói em yên tâm, chuyện của nhà họ Lâm, em không cần lo lắng anh đã tìm người đủ chuyên nghiệp để chăm lo cho nhà họ lâm rồi đợi tới lúc đó em gặp anh ấy sẽ hoàn toàn yên tâm thôi hứa bích hoài có chút hoài nghi mở miệng hỏi anh tìm người nào thế lâm thanh diện cũng không giấu giếm cười nói ba ruột của em tô thành hải hứa bích hoài trợn mắt lên không ngờ lâm thanh diện lại tìm gia chủ của nhà họ tô tới nhưng nếu như tô thành hải đến giúp đỡ chăm lo cho nhà họ tô thì cô thật sự hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Nhà họ Tô tuy rằng ngoài mặt chỉ là gia tộc đứng đầu của thành phố Tê, nhưng bối cảnh phía sau đã phát triển thành gia tộc đứng hàng đầu trên thế giới. Lại thêm việc lần trước giúp đỡ Lâm Thanh Diện diệt trừ nhà họ Hàn, lại lấy được quyền kiểm soát nhà họ Tô từ tay bà Tô, Tô Thành Hải bây giờ đã trở thành người đứng đầu của thành phố Tê. Nhà họ Tô dưới sự dẫn dắt của Tô Thành Hải đã ngồi vững trên vị trí gia tộc đứng đầu trên thế giới, dù cho chỉ tính thực lực kinh doanh. Nhà họ Tô cũng đã đứng vị trí ngang hàng với gia tộc Công Tôn. Để chủ nhân của một gia tộc lớn như vậy đến chăm lo nhà họ Tô, trừ khi gia tộc Công Tôn đích thân tới kiếm chuyện, còn không không ai có thể lay chuyển địa vị của nhà họ Lâm. Đương nhiên, Tô Thành Hải đồng ý tới giúp, cũng là vì biết hứa Bích Hoài đã sinh con gái, làm ông ngoại, đương nhiên phải tới thăm. Còn về an toàn của mọi người, em cũng không cần lo lắng, dù anh đi rồi, cũng sẽ có đủ cao thủ mạnh âm thầm bảo vệ mọi người còn về là ai, đợi người đó tới rồi em sẽ biết thôi. Lâm Thanh Diện tiếp tục nói. Hứa Bích Hoài gật đầu, sau đó nói, thế anh định bao giờ đi? Sẽ không phải sáng mai em tỉnh dậy, anh đã biến mất rồi chứ? Lâm Thanh Diện trong chốc lát ngừng cười, nói, em nói như vậy, khiến anh cảm thấy bản thân như Nghiêu lang, còn em là chức nữ, vi phạm phải luật trời, cho nên chỉ có thể cách một khoảng thời gian mới gặp nhau một lần. Sau đó gặp xong, anh liền bất đắc dĩ lặng thầm rời khỏi em, đừng có luyên thuyên người ta đang nói chính sự với anh đấy hứa bích hoài mắng lâm thanh diện lâm thanh diện làm mặt quỷ với hứa bích hoài nói yên tâm đi trước khi anh đi nhất định sẽ nói với em bây giờ cao thủ bảo vệ vợ con anh còn chưa tới trước lúc đó anh sẽ không rời đi hứa bích hoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nằm lên giường đùa nghịch với đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn của bạn nhỏ lâm nhất nặc sân bay kinh đô tô thành hải từ sân bay đi ra ở phía sau là cả một đoàn người, có nam có nữ, toàn bộ đều là những người phục vụ cho chuyến hành trình lần này của Tô Thành Hải. Gia chủ, có cần phải nói với người của nhà họ Lâm một tiếng, để họ phái người tới đón chúng ta? Một người đàn ông mở lời nói. Tô Thành Hải cười lắc đầu, nói tạm thời đừng thông báo vội, tôi đã rất lâu không tới kinh đô rồi, tôi đi tham quan một vòng đá, sau đó tới nhà họ Lâm. Cậu tìm một nhà hàng, mọi người đã ngồi máy bay lâu như vậy, Chắc là đều đói rồi, ăn bữa cơm đã rồi nói. Vâng, người đó lập tức đáp lời. Đúng rồi, không cần tìm nơi nào quá xa xỉ, tìm một nơi bình thường là được, mấy nhà hàng cao cấp ở đây thực ra mùi vị chẳng ra sao, còn không bằng mấy cửa tiệm bình thường, những nơi như này làm đồ ăn càng ngon hơn. Tô Thành Hải nói thêm một câu. Người đó gật đầu nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm ngay. Tô Thành Hải cười nhìn bầu trời của kinh đô. Sau đó thì thầm, bầu trời kinh đô bây giờ không xanh như lúc đó, sau này thương lượng với Lâm Thanh Diệt, để ông đưa cháu gái mình tới một nơi bầu trời trong xanh sinh sống, không thể để con bé từ nhỏ đã phải hít khói bụi. Cùng vào lúc đó, tại cửa một nhà hàng gần sân bay kinh đô. Tống Huyền khanh vẻ mặt chán nản đi tới đây, nhìn những món ăn ở trên thực đơn biển hiệu, mạnh mẽ nuốt nước bọt. Bà đã một mình phiêu bạt ở kinh đô nhiều ngày rồi, tiền đem theo trên người cũng đã tiêu hết, vì đói ăn mấy ngày trước bà cũng đã tiêu hết lộ phí của bản thân, bây giờ, trên người bà chỉ còn lại 15.000 đồng. 15.000 đồng muốn ăn một bữa cơm, đương nhiên là không thể nào, nhưng Tống Huyền Khanh đã không ăn gì hai bữa rồi, thực sự là đói đến không chịu nổi, lúc này, bà đã không còn suy nghĩ nhiều như thế. Trong lòng đưa ra quyết định, Tống Huyền Khanh đi vào trong quán ăn, vào quán ăn vừa ngồi vào bàn, lập tức có nhân viên phục vụ tới đưa thực đơn cho bà. Tống Huyền Khanh nhìn món trong thực đơn, cảm thấy món nào cũng muốn ăn, thế là gọi một lúc 10 món, khiến cho nhân viên phục vụ vô cùng ngạc nhiên nhìn bà. Không lâu sau, phục vụ đem đồ ăn lên cho Tống Huyền Khanh, bà bắt đầu điên cuồng ăn, giống như một người mấy ngày không ăn cơm vậy. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Tống Huyền Khanh đã ăn hết tất cả những món ăn trên bàn, sau đó vui vẻ ở một cái. Lúc này phục vụ đi về phía bà, phía sau còn dẫn theo hai người đàn ông vạm vỡ, nói với Tống Huyền Khanh, mời quý khách thanh toán lúc đó phục vụ đã chú ý Tống Huyền Khanh có gì đó không ổn, cho nên cố tình gọi hai người tới, để phòng trường hợp Tống Huyền Khanh ăn quyệt. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm ba người, trong lòng vô cùng căng thẳng, đưa tay lấy tiền từ trong áo ra, một lúc sau, chỉ lấy ra được 15.000 đồng rách nát, đặt lên bàn. Phục vụ nhìn chằm chằm 15.000 đồng, mở miệng nói, chị gái à, chị đừng có đùa tôi, mau đưa số tiền còn lại ra. Tôi, tôi chỉ có thế này. Tống Huyền Khanh mở miệng nói, phục vụ lập tức xù lông lên lạnh lùng nhìn tống huyền khanh nói sao chị muốn ăn quyệt à tống huyền khanh đảo mắt nói tôi nói cậu nghe tôi là mẹ vợ của lâm thanh diện cậu có biết lâm thanh diện không là chủ nhân của nhà họ lâm các cậu đi tìm nó đòi tiền nó nhất định giúp tôi trả cho các cậu mẹ nó nữa chị coi tôi là đồ ngốc à nếu như chị thật sự là mẹ vợ của chủ nhân nhà họ lâm còn phải chạy tới đây ăn quyệt sao mau đưa tiền ra đây còn không đừng trách người của tôi không khách khí phục vụ hét lên hai người đàn ông vạm vỡ lập tức đặt tay lên vai của tống huyền khanh dáng vẻ như có thể động thủ bất cứ lúc nào tôi nói thật mà tôi là mẹ vợ của lâm thanh diện các cậu đừng có không tin tôi tống huyền khanh vội vàng nói chính vào lúc này một người đàn ông tới trước mặt tống huyền khanh gương mặt đầy suy nghĩ nhìn chằm chằm bà hỏi bà thật sự là mẹ vợ của lâm thanh diện tống huyền khanh nhìn người trước mặt Nhanh chóng gật đầu nói, ngàn vạn lần đều chính xác, nếu như có nửa câu là giả thì sẽ bị xét đánh 5 lần. Người này lập tức lộ ra nụ cười dí dỏm, nói tiền của bữa cơm này, tôi có thể giúp bà thanh toán, nhưng bà phải đi với tôi một chuyến, tôi có chuyện tìm bà. Tống Huyền khanh nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, dù thế nào, không cần bỏ tiền mà vẫn được ăn cơm, bà đã lời hơn rồi. Nhưng bà không hay biết, người đàn ông đồng ý giúp bà thanh toán chính là con trai của Triệu Văn Ấn người muốn tìm Lâm Thanh Diện báo thủ giết cha, Triệu Tử Hưng. chương 674, Tống Huyền Khanh gặp xui xẻo. Trong một căn phòng ở nhà hàng, Triệu Tử Hưng cùng bè đảng còn sót lại của nhà họ Triệu và nhà họ Tôn ngồi ở đây. Tống Huyền Khanh đứng trước mặt một đám người, trong lòng có hơi thấp thỏm. Các vị đại ca, các người muốn gì, tuổi tôi đã cao vậy rồi, các người còn muốn cướp sắc, như vậy cũng không thực tế rồi, còn về phần cướp tiền, cái tên kia vừa rồi cũng nhìn thấy, tôi chỉ có 15.000, còn bị nhân viên phục vụ kia cầm rồi, tôi chỉ là một bà già nghèo, các người giữ lại tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Hay là các người thả tôi đi đi? Trên mặt đám người đều lộ ra vẻ cười mỉa mai, rõ ràng không có ý tứ thả Tống Huyền Khanh đi. Các người, chẳng lẽ các người là bọn buôn người? Tống Huyền Khanh đột nhiên trừng to mắt, nhớ tới lần trước bà có xem tin tức, có người bị lừa bán qua biên giới sau đó bọn buôn người sẽ cắt các cơ quan nội tạng để bán. Vừa nghĩ tới đó, cả người bà đổ đầy mồ hôi lạnh, hối hận bản thân không nên vì một bữa cơm mà đồng ý đi cùng một người lạ vào trong phòng. Triệu tử hưng cười châm chọc, vẻ mặt âm trầm nhìn Tống Huyền Khanh, người bình thường mà gặp chắc chắn đều cảm thấy người này rất kinh khủng. Triệu tử hưng nhìn chầm chầm Tống Huyền Khanh, lạnh giọng hỏi, bà là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện. Lúc này mắt Tống Huyền Khanh sáng lên, đúng vậy, tôi chính là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện, không tin các người có thể đưa tôi đến nhà họ Lâm mà hỏi, với cả các người đưa tôi tới, cho dù các người muốn gì, Lâm Thanh Diện cũng sẽ cho. Bây giờ bà chỉ có thể dùng Lâm Thanh Diện như cọng cỏ cứu mạng, trong lòng bà chỉ hy vọng những người này có thể sợ Lâm Thanh Diện một chút, nếu không hôm nay không biết bà sẽ ra sao. Triệu Tử Hưng không tiếp tục hỏi Tống Huyền Khanh nữa mà quay đầu hỏi một người đang cầm điện thoại tra thông tin bên cạnh tra được không, người này có phải mẹ vợ của Lâm Thanh Diện không? Người kia tiếp tục nhìn chầm chầm vào điện thoại một lúc, sau đó đứng lên, nói tra được rồi, mẹ vợ của Lâm Thanh Diện tên là Tống Huyền Khanh, trên mạng có ảnh chụp, đúng là rất giống với người này. Triệu tử hưng cầm lấy điện thoại của người kia, nhìn thoáng qua, sau đó so sánh với Tống Huyền Khanh một chút, phát hiện đúng là người trước mặt. Xem ra là thật, không ngờ tên Lâm Thanh Diện lại có lòng dạ độc ác đến vậy, để mẹ vợ mình lăn lộn đến tình cảnh này cái tên này quả nhiên không ra gì triệu tử hưng mở miệng nói một câu tống huyền khanh thấy mọi người xác định được thân phận của mình thì nhanh chóng giải thích thật ra lâm thanh diện đối xử với tôi rất tốt là do tôi xài tiền bậy bạ tiêu hết tiền thôi chứ lâm thanh diện cực kỳ tốt với tôi nếu không bây giờ nó biết tôi rơi vào hoàn cảnh này nhất định sẽ mang tiền tới cho tôi bà nói như vậy là vì muốn cho bọn họ biết mối quan hệ của mình và lâm thanh diện cũng không căng thẳng muốn mượn chút ảnh hưởng của Lâm Thanh Diện ở kinh đô để thoát khỏi phiền phức lần này. Bà chắc chắn chứ?" Triệu Tử Hưng hỏi lại. Tống Huyền Khanh vội vàng gật đầu, cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng, những người này sau khi xác định mình là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện thì chắc chắn sẽ không tiếp tục làm khó bà. Nhưng đúng lúc này, Triệu Tử Hưng vung tay lên, tát cho Tống Huyền Khanh một cái. "Mẹ kiếp, ông đây muốn đánh chính là mấy kẻ có quan hệ với Lâm Thanh Diện." nếu bà đã là mẹ vợ của lâm thanh diện thì càng không thể bỏ qua tống huyền khanh lập tức sướng sờ theo suy nghĩ của bà sau khi những người này biết thân phận của bà thì nên tranh thủ thời gian nhận lỗi mới đúng sao lại trực tiếp động tay chân rồi vì vì sao chẳng lẽ các người không sợ sẽ đắc tội với lâm thanh diện à tống huyền khanh hỏi lại một câu đắc tội anh ta cũng bởi vì anh ta mà ông đây mới tan cửa nát nhà mẹ nó chứ mạng cũng không cần thì còn sợ đắc tội với lâm thanh diện ông đây ngứa mắt với mấy người có quan hệ với lâm thanh diện đấy hôm nay do bà xui mấy anh em tôi sẽ dùng bà để chút giận vậy vẻ mặt triệu tử hưng tràn đầy kích động hô lên tất cả mọi người trong phòng đều bị triệu tử dương khuấy động cảm xúc ai nấy đều mang vẻ mặt tràn đầy oán giận nói đúng lắm nếu không phải vì lâm thanh diện thì nhà họ triệu và nhà họ tôn cũng không bị suy đồi tới tình trạng này chúng ta đánh không lại lâm thanh diện chẳng lẽ còn không đánh lại mẹ vợ của lâm thanh diện sao các anh em, tất cả cùng lên cho bà già này một trận để hả giận. Một người hô xong, lập tức chạy về phía Tống Huyền Khanh cho bà ta một cú đạp. Những người còn lại cũng không kìm nén nổi tâm trạng của mình, nhao nhao tiến lên đánh đập Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh chỉ đành làm người cầm ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói ra được, bà làm sao mà nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải kẻ thù của Lâm Thanh Diện, sớm biết vậy, bà chắc chắn sẽ không lấy Lâm Thanh Diện làm bia đỡ đạn. Lâm Thanh Diện, cái đồ chết tiệt này, quả nhiên đúng là đồ sao trổi, nó chẳng mang may mắn đến cho mình gì cả, đúng là đáng chém ngàn đao, làm hại bà đây bị đánh, thù này, mình nhất định phải tìm cơ hội báo. Tống huyền khanh hung tợn hô lên trong lòng. Đám người triệu tử hưng không nương tay chút nào, từng bàn tay một đánh trên người Tống Huyền Khanh, thỏa mãn chút nỗi tức giận trong lòng mình, bây giờ lấy lực lượng của bọn họ cũng chỉ có thể tìm Tống Huyền Khanh chút giận. Trước đó, Bọn họ đúng là có kế hoạch bắt cóc con của Lâm Thanh Diện đi uy hiếp, nhưng mà với mấy tên cá thối tôm nát như bọn họ, muốn trộm con của Lâm Thanh Diện ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm thì đúng là khó hơn lên trời, cho nên chỉ đành để đó. Các người ngừng một chút, thật ra tôi và Lâm Thanh Diện đã sớm cãi nhau đến ở riêng rồi, bây giờ ngay cả cửa nhà họ Lâm tôi cũng không vào được, tôi cũng thống hận cái tên rác rưởi kia như các người, van xin các người dừng tay lại, tiếp tục như vậy nữa thì tôi sẽ bị đánh chết." Tống Huyền Khanh cầu khẩn nói mẹ nó ít lừa dối bọn này đi vừa rồi bà có nói vậy đâu hôm nay bà không thoát được trận đánh này đâu triệu tử hưng lạnh lùng nói lúc này sao anh ta có thể tin lời tống huyền khanh được ở phòng riêng trong sảnh ngoài tô thành hải và đoàn người đã ngồi xuống bàn nhìn cách trang trí của nhà hàng tô thành hải cười nói một câu có lúc vẫn là chỗ như này làm ra đồ ăn ngon cả đám đều nhao nhao gật đầu ngay lúc này bọn họ lại nghe được phòng bên cạnh truyền đến tiếng chửi mắng, trong đó có không ít câu mắng lâm thanh diện, Tô Thành Hải nghe xong, lập tức nhíu mày. Chỗ đó xảy ra chuyện gì à? Sao tôi lại nghe thấy bên trong giường như có người mắng lâm thanh diện? Tô Thành Hải hỏi. Gia chủ, để tôi đi xem thế nào? Một người đàn ông cao lớn lập tức đứng lên, người này là vệ sĩ riêng của Tô Thành Hải cho chuyến đi lần này, thực lực mạnh, cao thủ bình thường không thể so sánh được, Người kia đi vào phòng bên cạnh không đầy một lát, vài tiếng kêu thảm lại truyền tới, sau đó anh ta dẫn Tống Huyền Khanh đi ra. Gia chủ, một đám người bên trong đang đánh người phụ nữ này, tôi hỏi thăm một người trong số đó thì biết bọn họ là kẻ thù còn sót lại của nhà họ Lâm, mà vị này là mẹ vợ của anh Lâm Thanh Diệt. Người kia đáp, Tô Thành Hải biến sắc, mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, chẳng phải là mẹ nuôi của Hứa Bích Hoài hay sao, sao lại bị người ta đánh thành thế này? Mặc dù ông ta không có hiểu gì về ba mẹ nuôi của hứa Bích Hoài, nhưng chỉ cần dựa vào việc họ nuôi hứa Bích Hoài khôn lớn, ông cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái bọn họ. Bà thực sự là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện, vẻ mặt Tô Thành Hải chăm chú hỏi. Tống Huyền Khanh bị đánh sợ, nghe có người lại hỏi vấn đề này, bị dọa đến cơ thể cũng khẽ run lên, sau lại nói. Không phải, không phải, bọn họ nhận lầm người, sao tôi có thể là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện được, cầu xin các người thả tôi đi, Tôi vốn không biết Lâm Thanh Diệt, thật ra là tôi giả làm mẹ vợ của cậu ta chỉ vì lừa ăn một bữa cơm mà thôi." Chương 675, bà chính là Tống Huyền Khanh. Nghe Tống Huyền Khanh nói, Tô Thành Hải lập tức sụ mặt. Lúc đầu ông nghĩ nếu như người phụ nữ này là mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, thân làm ba ruột của Hứa Bích Hoài, ông cũng không thể làm ngơ nhìn bà bị bắt nạt, dù sao cũng sẽ giúp bà xả cơn tức này. Nhưng bây giờ bà ta lại nói mình là kẻ giả mạo đương nhiên ông không cần giúp bà ta nữa. Với lại cũng dám có người giả mạo mẹ nuôi của hứa Bích Hoài đi lừa đảo, làm ba ruột của hứa Bích Hoài, Tô Thành Hải nhất định phải có biện pháp nghiêm trị với loại người này. Bởi vì ông có nhiều thiếu sót với hứa Bích Hoài, cho nên trong lòng vẫn luôn cảm kích ba mẹ nuôi của cô, vì vậy thấy có người giả mạo mẹ nuôi của hứa Bích Hoài, đương nhiên ông cần phải dạy dỗ cho cái người không biết tốt xấu bầy dừng lại. Bà thật sự giả mạo à? Tô Thành Hải nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh hỏi một câu. Tống Huyền Khanh bị đám người Triệu Tử Hưng đánh cho sợ, làm sao dám nói mình là mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, không thì còn bị đánh nữa, bộ xương già này của bà sẽ chịu không nổi mà vỡ thành từng mảnh. Thế là bà ta vội vàng lắc đầu nói thật, tôi thật sự là kẻ giả mạo, tôi làm gì có tài đức gì mà đòi làm mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt chứ, thù hận giữa các người và cậu ta không có quan hệ gì với tôi cả, van xin các người thả tôi đi. Tô Thành Hải lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Thả bà. Bà dám can đảm nhận làm mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, loại thân phận đó mà bà có thể tùy tiện giả mạo được sao? Người đâu, tát cho bà ta 10 cái, để xem sau này bà ta còn thế nữa không." Tống Huyền Khanh lập tức trợn tròn mắt, sao lại khác những gì bà nghĩ rồi? Sao mình nói bản thân giả mạo rồi, bọn họ vẫn đánh mình? Nhưng bà còn chưa kịp giải thích, một người đã chạy tới trước mặt bà, không khách khí chút nào xuống tay tát vào mặt bà một tiếng lại một tiếng bà tai thanh thúy vang lên khắp sảnh, ông chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ đứng ở xa nhìn, vốn không dám trêu chọc những người có lai lịch khó lường này. Ngừng, Tống Huyền Khanh sốt ruột muốn giải thích thật ra mình chính là mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, nhưng những người kia lại không cho bà cơ hội này, một cái bà tai lại tiếp một cái bà tai, mặt Tống Huyền Khanh nhanh chóng sưng lên như bánh mì. Cuối cùng, 10 cái bà tai đánh xong, Tô Thanh Hải lạnh lùng nhìn chầm chầm Tống Huyền Khanh, Mở miệng hỏi, sau này còn dám giả mạo mẹ vợ của Lâm Thanh Diện nữa không? Tống Huyền Khanh khóc không ra nước mắt, cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, nói thật ra tôi chính là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện, vừa rồi là vì. Bà còn chưa nói xong, Tô Thanh Hải đã giận dữ đập bàn một cái, quát, lại còn không biết hối cải, đánh tiếp 10 cái nữa cho tôi. "Gió?" Người kia lập tức giơ tay lên, hung hăng vả lên mặt Tống Huyền Khanh. Lúc này, ngay cả ý nghĩ tự tử Tống Huyền Khanh cũng có. Nếu như có thể làm lại, bà có chết đói cũng nhất định sẽ không tới ăn cơm ở nhà hàng này. Mười bàn tay nữa xong, ý thức của bà cũng trở nên mơ hồ, cơ thể lung la lung lay, trực tiếp ngã trên đất. Tô Thanh Hải nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh ngã trên đất, nói: "Đưa bà ta và những người trong phòng bên cạnh đến nhà họ Lâm, để cho Lâm Thanh Diện xử lý, nhất là cái kẻ giả mạo mẹ vợ của Lâm Thanh Diện này, trông chừng cho kỹ, chờ đến nhà họ Lâm, tôi phải cùng chính chủ nói chuyện xảy ra này, dám giả mạo bà ấy." Đúng là không thể nhịn. Biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện đang ở trong phòng chăm sóc hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc, lúc này ông Độ đi tới, nói: "Lâm Thanh Diện, người của nhà họ Tô tới, còn dẫn theo tàn dư nhà họ Triệu và nhà họ Tôn, bây giờ bọn họ đang ở trong phòng khách, cậu qua xem một chút." Ồ, Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc, không ngờ Tô Thanh Hải lại đưa tàn dư nhà họ Triệu và nhà họ Tôn tới, không biết là có chuyện gì xảy ra. Anh bảo hứa Bích Hoài cứ nghỉ ngơi trước sau đó theo ông độ đi ra phòng khách đến phòng khách lâm thanh diện chào hỏi tô thanh hải sau đó nhìn thấy đám người triệu tử hưng quỳ trên mặt đất có chút nghi ngờ hỏi bọn họ làm gì vậy tô thanh hải giải thích với lâm thanh diện chuyện xảy ra trong phòng ăn lúc ấy nghe ông độ giải thích mới biết những kẻ này là tàn dư của nhà họ triệu và nhà họ tôn nên cũng coi như đánh bậy đánh bạ giúp lâm thanh diện trừ bỏ chút phiền phức ánh mắt lâm thanh diện liếc tới đám người triệu tử hưng cuối cùng dừng lại trước gương mặt sưng vều biến dạng của Tống Huyền Khanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy người này nhìn có vẻ quen mắt. Anh đi tới trước mặt Tống Huyền Khanh, nói: "Người này làm gì mà bị đánh thành thế này?" Tô Thanh Hải nở nụ cười, nói: "Người này giả mạo làm mẹ vợ con lừa ăn lừa uống, ba bảo người dạy dỗ bà ta một chút." "Đúng rồi, mẹ vợ của con đâu, nhanh chóng gọi bà ấy ra đây, ba còn phải cảm ơn bà ấy những năm này đã nuôi dưỡng Bích Hoài." lâm thanh diện nghi ngờ nhìn chằm chằm tống huyền khanh trước mặt sau đó con mắt đột nhiên chừng lớn đột nhiên nhận ra người trước mặt này chính là tống huyền khanh quần áo trên người bà giống hệt với quần áo lúc trước lâm thanh diện đừng nhìn cái kẻ giả mạo này nữa mau gọi mẹ vợ con đến đây tô thanh hải lại lên tiếng thúc giục lâm thanh diện quay đầu nhìn tô thanh hải một chút giờ khóc giờ cười chỉ vào tống huyền khanh chính là bà ấy hả tô thanh hải lập tức hoang mang lâm thanh diện đừng làm loạn chính miệng người này nói mình là kẻ giả mạo, sao có thể làm mẹ vợ của con? Con không làm loạn, bà ấy thực sự là mẹ vợ con, chỉ là bị đánh nên không nhìn ra bộ dạng lúc trước, có điều nhìn quần áo trên người thì đúng là bà ấy, không sai." Lâm Thanh Diện trả lời. Nháy mắt Tô Thanh Diện liền thấy xấu hổ, ai mà ngờ mình thực sự đánh mẹ vợ của Lâm Thanh Diện, vậy chuyện này ông làm đúng là không hợp lẽ thường. Lâm Thanh Diện hỏi Tô Thanh Hải cụ thể xảy ra việc gì? Tô Thanh Hải lại nói rõ ràng ngọn ngành cho Lâm Thanh Diện biết, anh lập tức đoán ra Tống Huyền Khanh nói mình giả mạo nhất định là do bà ta cho Tô Thanh Hải cũng là kẻ địch của anh. Nghĩ tới Tống Huyền Khanh bị đánh hai lần, Lâm Thanh Diện không nhịn được muốn cười. Anh không có chút thương cảm nào với Tống Huyền Khanh, ngược lại cảm thấy đây là do ông trời trừng phạt bà ta, với lại do bà ta không biết tiết kiệm, đã xài hết tiền còn lấy danh nghĩa của anh đi ăn cơm, cho bà ta một bài họ cũng là chuyện nên làm. Vẻ mặt Tô Thanh Hải sốt ruột, mình vừa tới chỗ này đã đánh mẹ nuôi của hứa Bích Hoài, hơn nữa còn đáng hai lần, quả thực là vô cùng xấu hổ, lần này coi như muốn đền tội cũng không biết nên bồi thường thế nào. Lâm Thanh Hải bảo Tô Thanh Hải đừng lo lắng, thuận tiện nói lại một lượt các hành vi của Tống Huyền Khanh cho ông nghe một lần, ông nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu, cảm thấy mình đánh Tống Huyền Khanh cũng không có gì phải lo lắng. Lâm Thanh diện để ông độ xử lý đám người Triệu Tử Hưng, thuận tiện sắp xếp cho Tống Huyền Khanh một căn phòng để cho bà ta dưỡng thương trước. Nửa đêm, Tống Huyền Khanh tỉnh lại, toàn bộ biệt thự nhà họ Lâm đều truyền đến tiếng gào thét cuồng loạn của bà ta. Lâm Thanh Diện, bà đây không đội trời chung với máy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 676, tôi không bắt nạt anh nữa. Sáng sớm hôm sau, Tống Huyền Khanh liền lấy trộm con dao trong bếp định tìm gặp Lâm Thanh Diện để liều mạng với anh nhưng chưa gì đã bị một vệ sĩ của nhà họ Lâm ngăn cản. Tuy rằng đã biết rõ những việc Tống Huyền Khanh làm, nhưng Tô Thành Hải cảm thấy một mình bà nuôi hứa bích hoài lớn khôn như vậy thật không phải chuyện dễ dàng gì, cho nên cuối cùng ông vẫn xin lỗi bà. Nhưng Tống Huyền Khanh không hề để tâm đến, bà cầm con dao lớn tiếng náo loạn tại nhà họ Lâm, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Diện ra mặt và không chế bà. Hiện giờ Lâm Nhất Nặc vẫn chưa đầy tháng, nên đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể để quả bom nổ chậm Tống Huyền Khanh ở nhà họ Lâm được. Anh lệnh cho ông Độ cho Tống Huyền Khanh ít tiền để bà tự mình trở về Hồng Thành. Tống Huyền Khanh không đồng ý, nhất định đòi cầm dao đi gặp Hứa Bích Hoài. Muốn Hứa Bích Hoài thay bà quyết định Lâm Thanh Diện không còn cách nào khác. Sau khi anh dùng nội kinh bẻ cong con dao trước mặt bà, lúc này Tống Huyền Khanh mới bình tĩnh chút, ngoan ngoãn cầm tiền và rời khỏi nhà họ Lâm. Nhưng trước khi đi bà vẫn không quên để lại vài câu chửi rủa lâm thanh diện đồng thời không quên lấy cắp chuông vàng đeo trên cổ của hai tượng sư tử bằng đá trưng trước cửa tô thành hải lúc này mới coi như là đã nhìn rõ sự lợi hại của tống huyền khanh bất giác trong lòng ông dâng lên cảm giác đồng cảm với con gái mình ông cũng không biết mấy năm nay con gái của ông trải qua như thế nào đợi sau khi tống huyền khanh rời khỏi lâm thanh diện mới kể lại sự việc cho hứa bích hoài nghe sau khi nghe anh kể lại cô tỏ ra bất lực về mẹ mình cô thật sự đã không hết cách với bà. Lâm Thanh Diện cũng lên tiếng khuyên cô thời gian này không nên suy nghĩ lo lắng nhiều, yên tâm tịnh dưỡng cơ thể là được, nghe vậy cô cũng không ý kiến gì, từ sau khi con gái của cô ra đời, trong mắt cô chỉ còn có mỗi con gái cô là quan trọng. Vài ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của Lâm Thanh Diện, Tô Thành Hải nhanh chóng tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Lâm, lần này ông mang theo đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên môn phụ giúp ông kinh doanh sản nghiệp của nhà họ Lâm, với tư cách là chủ của gia tộc đẳng cấp nhất thế giới, đương nhiên ông không thể làm mất mặt mình dưới hình ảnh của Lâm Thanh Diện được. Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, anh cho sắp xếp hướng vấn thiên và ông độ qua đây học hỏi trao rồi kinh nghiệm để hai người họ có thể đạt được tiêu chuẩn của quản lý gia tộc bậc nhất của thế giới. Buổi chiều hôm nay, trong vườn nhà họ Lâm, lúc Lâm Thanh Diện, Tô Thành Hải và Hùng võ vệ sĩ thân cận mạnh nhất của ông đang đứng với nhau. Tô Thành Hải nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi lên tiếng, thật tế thì cậu không cần phải cố tình tìm cao thủ lại bảo vệ Bích Hoài, cứ để Hùng Võ ở bên cạnh Bích Hoài là được, đảm bảo sẽ không ai có thể tiếp cận Bích Hoài được đâu. Hùng Võ đứng bên cạnh liền lập tức chứng minh lời nói của ông bằng hành động khoe cơ bắp của mình, gương mặt đầy tự tin. Lần trước khi Lâm Thanh Diện ở thành phố T, lúc Hùng Võ đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không có mặt ở bên cạnh Tô Thành Hải, cho đến bây giờ Tố Thành Hải vẫn cho rằng nếu như lúc đó Hùng Võ có mặt ở đó, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không thể nào đưa hứa bích hoài từ chỗ ông đi. Lâm Thanh Diện cười cười và nói, người mà tôi kiếm không phải người bình thường, vệ sĩ này của ông tuy giỏi, nhưng so với bọn họ thì vẫn còn kém chút đỉnh. Anh Lâm, anh đừng coi thường người khác như vậy, tôi Hùng Võ tuy không phải là người mạnh nhất thế giới, nhưng cũng có thể coi là xếp mấy hàng đầu bảng, sẽ không có vấn đề gì đâu, trước đây tôi có nghe ông chủ nói thực lực của anh rất mạnh trước giờ tôi vẫn rất muốn có cơ hội thử sức với anh, như giờ là cơ hội tốt, không biết anh Lâm có đồng ý chỉ giáo không? Hùng võ lên tiếng với bộ dạng háo hức mong chờ. Qua quan sát trong mấy ngày qua của anh, anh cảm thấy Lâm Thanh Diện cơ bản không phải là đối thủ của anh, vì vậy nên khi anh nghe được Lâm Thanh Diện nói anh không bằng người của mình, trong lòng anh có chút không khó chịu. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu và nói, tôi không đánh với anh đâu, mắc công đến lúc đó ông chủ nhà anh lại nói tôi bắt nạt anh. Hùng võ nghe được những lời Lâm Thanh Diện nói, trên mặt anh liền tỏ vẻ khó chịu, bèn lên tiếng nói, anh Lâm, lời thì không nên nói trước như vậy, không chính thức đánh thử, sao anh biết được ai bắt nạt ai. Lâm Thanh Diện không lên tiếng, anh không phải là coi thường hùng võ, mà thực tế thì với thực lực của anh hiện tại, một bà tai đã có thể đánh chết hùng võ, hùng võ cho dù có lợi hại đến đâu đi nữa, cũng không thể nào là đối thủ của cao thủ nội kinh được sự khác biệt giữa nội kình và ngoại kình cũng giống như rồng lớn với rắn con sự tranh lệch giữa hai người giống như miệng hố và đáy hố của lỗ hổng lớn không cách nào có thể bù đắp được bản thân tô thành hải cũng cảm thấy lời nói của lâm thanh diện có phần hơi quá thực lực của hùng võ ông biết rất rõ nếu hùng võ và lâm thanh diện đánh nhau ai thắng ai thua thì thật sự rất khó nói trước rất nhanh có người chạy tới khu vực giữa sân và lên tiếng nói với lâm thanh diện ông chủ người mà anh nói chúng tôi đã đón về rồi Lâm Thanh Diện gật đầu và trả lời, "Đưa họ đến đây đi." Người đó nhận lệnh, sau đó xoay người chạy đi, lúc sau người đó đưa hai người khác quay lại khu vườn. Hai cao thủ mà Lâm Thanh Diện cố tình mời tới không phải ai khác, chính là Mục Tu và Lý Tam Thốn. Lý Tam Thốn vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, dáng vẻ rất phấn khởi, anh liền chạy đến chỗ Lâm Thanh Diện và lên tiếng, "Lâm Thanh Diện sư huynh." Mục Tu cũng đi tới, nhìn Lâm Thanh Diện và gật gật đầu. Lâm Thanh Diện cười đáp lại hai người, sau đó anh giới thiệu hai người họ với Tô Thành Hải và Hùng Võ. Thật tế thì Lâm Thanh Diện chỉ mời mỗi mình mục tu, Lý Tam Thốn là tự nguyện đăng ký và theo qua đây, Lâm Thanh Diện cũng không ngại có thêm một người bảo vệ hứa bích hoài, cho nên anh đồng ý nhận thêm Lý Tam Thốn. Hùng Võ nhìn thoáng qua mục tu và Lý Tam Thốn, trong mắt anh hiện lên chút khinh thường, anh lên tiếng nói, anh Lâm, nếu hai người này là cao thủ mà anh tìm đến, vậy chi bằng để tôi bảo vệ sự chu toàn của cô chủ, hai người họ vừa nhìn đã biết thực lực không bằng ai rồi. Nghe vậy Tô Thành Hải cũng gật gật đầu và nói, đúng vậy, Lâm Thanh Diện, hai người này nhìn sao cũng không giống cao thủ lắm, hơn nữa nhìn giống con nít nhiều hơn, nhìn chắc khoảng 20 tuổi phải không, cậu có chắc chắn là bọn họ có thể bảo vệ sự an nguy của Bích Hoài không? Lý Tam Thốn nghe được lời nói của hai người, lập tức có chút khó chịu, cậu nghiêng đầu nói với hai người họ, hai người nói ai không có thực lực vậy, có muốn thử nắm đấm của tôi không? Hùng võ cười và nói, cậu hả? Thôi bỏ đi, nhưng anh có vẻ đứng tuổi kia qua đây thử sức với tôi đi, tôi sẽ để cho hai người biết như thế nào là thực lực đích thực. Lý Tam Thốn quay đầu liếc nhìn thoáng qua mục tu và cười nói, hay là thôi đi, nếu anh ấy mà ra tay, nửa đời sau của anh đều phải sống trong bệnh viện, để tôi đánh với anh cũng được. Hùng võ hừ đáp lại, thử thì thử, để tôi xử lý cậu xong rồi sẽ xử lý tiếp người còn lại. Lâm Thanh Diện nhìn thấy hai bên điệu bộ như muốn dương cung bạt kiếm, anh cũng không lên tiếng nói gì, nếu Tô Thành Hải và Hùng Võ đều không tin thực lực của Lý Tam Thốn và Mục Tu, vậy chẳng thà để cho bọn họ thể hiện tài năng, như vậy sẽ có hiệu quả hơn bất cứ lời giải thích nào. Lúc này hai người lấy sân vườn làm võ đài, dự định sẽ đánh với nhau một trận ra trò. Hùng Võ rất tự tin vào bản thân mình, anh nghĩ rằng đối thủ chẳng qua chỉ là cậu nhóc 20 tuổi đầu mà thôi, cho dù anh dùng một tay cũng có thể dễ dàng đánh thắng đối phương. Nhưng thật tế lại không diễn ra theo những gì anh suy tính. 10 phút sau, cùng võ nằm bệt trên mặt đất, gương mặt anh đầy hoảng hốt như không tin những gì đang diễn ra. Anh dùng sức chống đỡ định bụng sẽ bỏ dậy, nhưng cuối cùng vì mất sức mà toàn thân anh sụi lơ trên mặt đất. Gương mặt Tô Thành Hải lúc này bất ngờ đến mức há hốc miệng, lúc lâu sau ông mới lầm bầm lên tiếng. Sao có thể như vậy được, Thằng nhóc mới 20 tuổi đầu này sao có thể lợi hại đến như vậy được? Chương 677, quá khứ của Lý Tam Thốn. Lý Tam Thốn nhìn Tô Thành Hải với dáng vẻ đắc ý và nói, thực lực không thể dùng tuổi tác để đánh giá được, dù gì thì tôi cũng là đệ tử xếp thứ hai được sư phụ coi trọng nhất, nếu như mà người này tôi cũng không xử lý được thì thật là quá mất mặt. Lâm Thanh Diện vừa nghe được lời nói của Lý Tam Thốn, phút chốc có chút giờ khóc giờ cười. Anh không ngờ rằng cậu ta lại tự cho mình là người được coi trọng thứ hai, có vẻ như cậu ta thực sự đã bị Lâm Thanh Diện thuyết phục rồi. Coi trọng thứ hai, vậy người thứ nhất là ai?" Tô Thành Hải lên tiếng hỏi. "Đương nhiên là Lâm Thanh Diện sư huynh của tôi rồi." Lý Tam Thốn trả lời mà không chút do dự. Tô Thành Hải lại xoay qua nhìn Lâm Thanh Diện dò xét, tận sâu trong lòng ông cảm thấy anh thật khó đoán, cậu nhóc 20 tuổi này đã lợi hại đến như vậy rồi, vậy mà cũng chỉ là đệ tử được coi trọng thứ hai mà thôi. Vậy Lâm Thanh Diện với tư cách là đệ tử được sư phụ của bọn họ coi trọng nhất, vậy thì sẽ lợi hại đến mức độ nào? Sư phụ của bọn họ lại là ai, sao lại có thể dạy ra những đệ tử lợi hại đến như vậy được? Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa, vào trong nói chuyện đi." Lâm Thanh Diện cười lên tiếng nói. Sau đó, mọi người đi về hướng phòng khách, chỉ có Hùng Võ đáng thương là được người khác khiêng về phòng, Lâm Thanh Diện biết Lý Tam Thốn sẽ không xuống tay mạnh Cùng lắm là nằm nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng thì sẽ hồi phục lại thôi. Bên trong phòng khách, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tô Thành Hải vẫn nhìn hai người họ dáng vẻ tò mò và hiếu kỳ. Ông đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể kiếm được hai người cao thủ lợi hại như vậy làm vệ sĩ của mình. Mục sư huynh, qua thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi kinh đô. Lúc đó sự an toàn của vợ con tôi và nhà họ lâm toàn bộ giao phó cho anh. Lâm Thanh Diện mở miệng. Mục tu phẩy phẩy tay nói, cậu khách xáo quá sư phụ nói tôi mấy năm nay đều ở trong núi không biết nhiều về đạo lý đối nhân xử thế lần này đến chỗ cậu cũng vừa đúng lúc để cho tôi học hỏi thêm kinh nghiệm lâm thanh diện sư huynh e là sư huynh mục phải vài ngày sau mới có thể quay lại bảo vệ mọi người được anh ấy còn phải đi cùng em đi giải quyết chút rắc rối nhỏ lý tam thốn đột nhiên lên tiếng nói với chút gượng gạo lâm thanh diện sửng sốt lên tiếng hỏi rắc rối nhỏ gì khụ khụ là như vậy Lúc ban đầu khi em mới nhập môn bái sư phụ, lúc đó sư phụ dẫn theo em đến một huyện tên Kim Môn để tìm thuốc, khi ấy em mới theo học được vài chiêu từ sư phụ, mà cứ nghĩ bản thân mình cũng thuộc loại cao thủ, nên hơi háo thắng, tự cho mình giỏi. Hơn nữa anh cũng biết em trẻ như vậy, thấy gái đẹp dễ thương đương nhiên sẽ không rời mắt, lúc đó ở huyện Kim Môn gặp được cô gái rất lợi hại, em mạnh miệng tuyên bố sẽ theo đuổi người ta, còn theo người ta về đến nhà của cô ấy. Cô gái đó là cô hai của nhà họ Kim, gia tộc lớn nhất ở huyện Kim Môn, nhà họ Kim này cũng là thế gia võ học, nghe nói là phân nhánh của mạch Hình Ý Quyền, vì cả nhà đều say mê võ đạo, cho nên chỉ ở huyện Kim Môn làm gia tộc lớn nhất ở đây. Lúc đó cô gái đó coi thường em, nói em không xứng với cô ta, em không phục, em nói thực lực của em rất mạnh, vậy là cô ấy để cho em đánh với anh của cô ta, nếu em thắng thì em có tư cách theo đuổi cô ấy, thế là em liền nhận lời mà không hề do dự. Kết quả người của nhà họ Kim này thực lực cũng không tệ, hình ý quyền của anh trai cô ta cũng có thể nói là tới nơi tới chốn, em lúc đó chỉ mới theo sư phụ học được vài chiêu nên đánh không lại, cho nên em bị thua. Sau đó cô gái khinh thường và sỉ nhục em, cô ấy nói em là rác rưởi trước mặt toàn bộ người nhà họ Kim, không xứng theo đuổi cô ta, lúc đó em rất bực trong lòng, nhưng vì em đánh thua nên đành chịu, nhưng mà lúc đó em đã thề, đợi sau này có cơ hội, nhất định em sẽ trả mối thù này lần này em đi theo mục tu sư huynh đến đây thật chất là muốn trả thù nỗi nhục nhã năm xưa em nhất định phải để cho cô ta biết em đây không phải là rác rưởi nghe lý tam thốn kể xong lâm thanh diện cũng không nhịn được cười anh không ngờ cậu nhóc này lại có trải nghiệm như vậy với thực lực hiện tại của cậu một mình cậu đi thì cũng có thể trả thù được rồi sao lại phải kéo theo sư huynh mục lâm thanh diện mở miệng hỏi dựa theo cách nói của sư phụ thì nhà họ kim này là gia tộc bán võ cổ bọn họ đích thực là phân nhánh của mạch hình ý quyền tuy là có phần kém hơi nhiều với mạch hình ý quyền chân chính nhưng vẫn không được coi thường hơn nữa sư phụ còn nói trong nội bộ nhà họ kim rất có khả năng còn tồn tại một vị cao thủ nội công em sợ là đến khi em trả được thù rồi cao thủ nội công của nhà họ kim vì tức giận mà ra tay giết em vì vậy em mới nhờ sư huynh mục đi theo lý tam thốn giải thích lâm thanh diện hơi nhíu mày anh không ngờ trong một huyện lại ẩn giấu một vị cao thủ nội công có vẻ như anh vẫn chưa đủ hiểu hết cái thế giới này. Lý Tam Thốn cũng nói nhà họ Kim này say mê võ đạo, vì vậy nên mới trở thành gia tộc lớn nhất ở huyện Kim Môn, loại gia tộc mà có được cao thủ nội công như vậy, nếu muốn đưa quân vào kinh đô thì e là sớm đã không còn là chuyện của nhà họ Lâm nữa rồi. Đương nhiên, thông thường khi đạt đến tầm chuẩn mực của nội công thì sẽ không còn quá ham muốn với vật chất, cái mà họ quan tâm hơn chính là làm sao để nâng cao thực lực của mình. Vì vậy nên Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được, giống như nhà họ Kim, cao thủ nội công ẩn danh ở nước Hát Việt Nhiên không phải là số ít, chẳng qua là những người này không có hứng thú với danh lợi, cho nên con người không biết được sự tồn tại của họ. Tiếp xúc trước đây của Lâm Thanh Diện đều là chuyện trên thương trường, cùng lắm là đi đánh võ đài ở thế giới ngầm, anh cũng là sau khi theo sư phụ học về nội công thì mới có hiểu về phương diện này. Trầm ngâm lúc rồi Lâm Thanh Diện cười nói, hay là cậu đừng làm phiền mục sư huynh. Để tôi đi chung với cậu đến huyện Kim Môn, tình hình khu vực xung quanh kinh đô tôi nắm rõ hơn, nên có nhiều chuyện cũng dễ xử lý hơn." Lý Tam Thốn nghe được lời nói của Lâm Thanh Diện, ánh mắt cậu liền sáng lên, cậu liền lên tiếng, "Hay quá, nếu Lâm Thanh Diện sư huynh đi chung với em thì em càng yên tâm hơn rồi." Lâm Thanh Diện nhìn về phía Mục Tu như muốn hỏi ý, Mục Tu cũng không để ý, dù sao thì thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện còn mạnh hơn cả anh nên đi chung với Lý Tam Thốn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Sở dĩ Lâm Thanh Diện muốn đi cùng Lý Tam Thốn là bởi vì anh muốn tìm hiểu gia tộc có cao thủ nội kình chấn giữ sẽ như thế nào, đồng thời anh muốn cảm nhận uy lực của võ cổ chân chính, bảo vệ Lý Tam Thốn, đương nhiên đó chỉ là lý do mà thôi. Sau khi thỏa thuận xong, Lâm Thanh Diện liền sắp xếp dặn dò những việc mà Mục Tu cần làm ở nhà họ Lâm, đồng thời lệnh cho Mục Tu làm đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Lâm, Toàn bộ cao thủ nhà họ Lâm đều phải nghe theo sắp xếp và dặn dò của Mục Tu. Mục Tu trước đây chưa từng có kinh nghiệm quản lý người khác, mà Lâm Thanh Diện lại bất ngờ để cho anh làm đội trưởng, anh cảm thấy có chút không thích hợp cho lắm, nhưng trong lòng cũng có chút háo hức mong đợi, anh suy nghĩ xem làm thế nào để khiến cho nhà họ Lâm trở thành nơi mà khó có thể tấn công nhất ở kinh đô này. Sau khi trao đổi xong, Tô Thành Hải từ nãy giờ vẫn im lặng nghe bọn Lâm Thanh Diện nói chuyện bất ngờ đứng dậy đi đến trước mặt Mục Tu sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Thành Hải đã hiểu được người có tên mục tu này thực lực đã đạt đến mức gọi là tiêu chuẩn của cao thủ nội công, tiêu chuẩn này có uy lực như thế nào ông không rõ, nhưng ông hiểu rằng đến cả Lý Tam Thốn còn phải cung kính trước mặt mục tu thì chắc chắn không kém hơn cậu ta. Vì vậy ông muốn nhân cơ hội này tìm thầy dạy cho hùng võ, đồng thời cũng có thể coi như thuê cao thủ nội kinh gì gì đó làm vệ sĩ. Anh Mục, không biết anh có chịu nhận hùng võ làm đệ tử không? Nếu được thì tôi đồng ý chi 300 tỷ coi như là học phí, nếu như anh cảm thấy ít thì tôi có thể tăng thêm nữa. Chương 678 Kim Lam Chi. Huyện Kim Môn. Trong một quán ăn, Lâm Thanh Diện và Lý Tam Thốn đang ngồi trước một bàn ăn, trên bàn bày rất nhiều món, Lý Tam Thốn đang ăn hổ đói. Sư huynh, không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng đồ ăn bên ngoài đã ngon hơn trong núi rất nhiều, bình thường cơm chúng ta ăn đều là tự nấu, đâu có chuyện nhà bếp nấu đồ ăn ngon cho ăn chứ. Lý Tam Thốn vừa ăn vừa nói. Lâm Thanh Diện cười nói, vậy thì cậu ăn nhiều một chút, sư huynh tôi sẽ không đến nỗi bị cậu ăn đến cháy túi. Lúc hai người ăn cơm, quán ăn đã có không ít người, bọn họ đang bàn tán chuyện gì đó, nên Lâm Thanh Diện hơi chú ý lắng nghe một chút thì nhận ra hình như mấy người này đã bàn tán chuyện liên quan đến nhà họ Kim. Mấy người nghe thấy gì nữa? Hôm qua cô cả nhà họ Kim lại gây sự, cô ta tới trung tâm thương mại mua đồ, vì nhân viên bán hàng nói sai một câu mà tắt người ta 10 cái tát, còn bảo lãnh đạo bên trung tâm thương mại đuổi việc người ta ngay, nghe nói cả nhà nhân viên đó đều dựa vào một mình cô ấy, thật độc ác mà. Chuyện này đâu là gì, chẳng lẽ mấy người đã quên lúc trước, cô cả nhà họ Kim vì muốn tham gia vào cuộc thi sinh tồn ở nơi hoang dã, mà cưỡng ép bắt 20 nam sinh còn đang đi học, rồi ném thẳng vào trong núi lớn, cuối cùng 5 người mất tích, ba người bị thú hoang cắn nứt tay chân, kết quả người ta phải bồi thường không ít tiền mới êm chuyện đó chật chật chật, nhà họ Kim là nhà giàu có nhất ở huyện Kim Môn này, ai có thể trêu chọc nổi chứ, ở đây ai cũng biết chuyện cô cả nhà bọn họ hung hăng càn quấy từ nhỏ, tiếc là chúng ta là dân thường, chỉ mong cả đời này tôi đừng chạm mặt cô cả nhà họ Kim. Lâm Thanh Diện nghe mấy người xung quanh bàn tán như vậy thì nhìn Lý Tam Thốn nói, hình như ở đây danh tiếng cô cả nhà họ Kim không được tốt cho lắm, hơn nữa nghe có vẻ cô ta thật sự là người hung hăng càn quấy, sao lúc trước cậu là thích hạng người như thế vậy? Vẻ mặt Lý Tam Thốn đầy lúng túng, lúc nãy anh cũng nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người xung quanh, nên nhanh chóng giải thích, lúc đó tôi mới 18 tuổi, còn khá ngây thơ, đâu quan tâm cô ta là hạng người gì, chỉ thấy cô ta xinh đẹp nên động lòng thôi, nhưng giờ tôi đã trưởng thành, đã sớm không còn cảm giác gì với cô ta nữa rồi, bằng không tôi cũng không cố ý gọi anh tới đây để báo thù. Lâm Thanh diện mỉm cười, không nói gì nữa, thầm nghĩ giờ cậu ta cũng chỉ mới 20 tuổi. Dù có trưởng thành đến đâu cũng không thể bằng anh được. Ăn cơm xong, hai người ra khỏi quán ăn, định đi tìm chỗ ở để cất đồ đạc, rồi mới đi tới nhà họ Kim. Giờ bọn họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình trước mắt của nhà họ Kim, cũng không biết anh trai cô cả nhà họ Kim có ở đó không, nên hai người định ở lại huyện Kim Môn một hai ngày. Trên đường đi, dù cách rất xa, nhưng hai người vẫn nghe thấy tiếng động cơ, rồi một chiếc xe thể thao màu hồng xuất hiện trong tầm mắt của hai người đang lao tới đây với tốc độ rất nhanh. Đúng lúc này, một bà lão đang run rẩy đi qua đường, có thể là vì tiếng động cơ của xe thể thao đã dọa bà lão sợ đến mức không dám đi tiếp mà đứng thẳng giữa đường. Lâm Thanh Diện và Lý Tam Thốn đều cho rằng chiếc xe thể thao nhìn thấy bà lão sẽ đi chậm lại, nhưng khôn ngờ cô ta không hề giảm tốc độ mà ngược lại còn điên cuồng bấm còi với bà lão, như đang oán giận về chuyện bà lão chặn đường cô ta. Lâm Thanh Diện thấy thế thì vội vàng dìu bà lão đi qua đường. Lý Tam thốn tức giận, cảm thấy chiếc xe này thật quá đáng, bà lão đã lớn tuổi như vậy, còn bị đến mức sinh bệnh, nếu để chiếc xe này cứ thế rời đi, thì không thể nào tìm được chủ nhân của chiếc xe. Anh xài bước đi ra giữa đường, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao đó, cô ta lại điên cuồng bấm còi lần nữa, nhưng Lý Tam thốn không hề có ý định tránh ra. Mắt thấy chiếc xe sắp đụng vào người anh rồi, xe thể thao màu hồng không thể không phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, dọa người đi bên đường đều giật mình xe thể thao màu hồng dừng lại cách Lý Tam Thốn chỉ còn 3cm, mọi người xung quanh đều không khỏi lau mồ hôi dùm anh. Rất nhanh, một cô gái buộc tóc đuôi ngực, đeo kính đen, môi đỏ rực, trang sức vàng lấp lánh, mặc một chiếc áo ghi lê kết hợp chân váy ngắn bước xuống xe. Cô gái này vừa bước xuống xe đã tức giận chỉ mặt Lý Tam Thốn mắng, anh muốn chết đúng không? Dám cản đường bà đây, chẳng lẽ anh tưởng tôi không dám động anh à? Lúc này Lý Tam Thốn mới hơi ngạc nhiên nhìn cô gái này, rồi hô lên Kim Lam Chi. Cô gái sửng sốt một lát, không ngờ đối phương có thể gọi họ tên mình ra, nhưng ở huyện Kim Môn này, có không ít người biết tên cô, nên chuyện này cũng không có gì lạ. Sao thế, thấy sang nên muốn bắt quàng làm họ với tôi à? Anh đừng tưởng anh gọi tên tôi ra, thì hôm nay tôi sẽ tha cho anh. Kim Lam Chi lạnh lùng nói. Lúc này mấy người đi đường xung quanh đều nhìn Lý Tam Thốn với ánh mắt đồng cảm, vì bọn họ đều nhận ra chủ nhân của chiếc xe thể thao màu hồng này là của cô cả nhà họ Kim. Kim Lam Chi, cô không nhận ra tôi. Lý Tam Thốn mở miệng hỏi. Kim Lam Chi vội quan sát Lý Tam Thốn từ trên xuống dưới, trong đầu bỗng hiện lên một bóng dáng, rồi trợn cho mắt, chỉ vào anh hỏi anh là Lý Tam Thốn. Lý Tam Thốn ưỡn ngực nói, không sai, là tôi đây. Kim Lam Chi bỗng cười to nói, không ngờ lại là tên vô dụng nhà anh, nếu tôi sớm biết là anh, lúc nãy tôi đã đâm thẳng anh rồi sắc mặt lý tam thốn trầm xuống thấy kim lam chi vẫn khinh thường mình như năm đó thì trong lòng vô cùng khó chịu cho dù lúc nãy cô muốn đụng tôi thì tôi cũng có thể dễ dàng tránh ra được kim lam chi tôi nói cho cô biết tôi đã không còn là người của hai năm trước nữa giờ tôi đã đạt tới trình độ mà cô không thể nào tưởng tượng được lần này tôi tới đây là để báo thù chuyện năm đó lý tam thốn lạnh lùng nói kim lam chi bĩu môi nói anh đừng nằm mơ nữa anh chỉ là một tên vô dụng lúc trước anh liên thủ cũng không đánh lại anh trai tôi, chẳng lẽ anh tưởng qua hai năm thì anh có thể đánh lại anh ấy à, tên ngu ngốc! nói xong, Kim Lam Chi định ngồi lên xe rời khỏi đây, cô chẳng thèm lãng phí thời gian với tên vô dụng. đúng lúc này, Lý Tam Thốn vươn tay nắm lấy cổ tay Kim Lam Chi, rồi lạnh lùng nói: tôi có thể đánh lại anh ta hay không thì đợi tôi tới nhà cô rồi biết, nhưng giờ nếu cô muốn đi thì phải xin lỗi bà cụ này trước. Kim Lam Chi quay đầu lườm Lý Tam Thốn rồi hét lên anh bị điên à dựa vào điều gì mà bảo tôi phải xin lỗi một bà lão anh mau buông tôi ra bằng không đừng trách tôi không khách sáo hôm nay nếu cô không xin lỗi thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây lý tam thốn lạnh lùng nói anh buông tôi ra lý tam thốn một tên vô dụng như anh cũng dám ra lệnh cho tôi vẻ mặt kim lam chi đầy không vui lý tam thốn không nói hai lời đã kéo kim lam chi tới trước mặt bà lão rồi lạnh lùng nói cô xin lỗi đi Kim Lam Chỉ bị Lý Tam Thốn nắm đến đau nhói, cô hận không thể ăn thịt anh ngay, nhưng cô biết mình là một đứa con gái không thể nào đấu lại Lý Tam Thốn được, đúng như câu người thông minh thì phải thức thời, nên cô hơi mất kiên nhẫn xin lỗi bà lão. Lúc này Lý Tam Thốn mới buông cô ra. Cô đi tới trước xe của mình, rồi hung hăng quát về phía Lý Tam Thốn, anh đợi đó cho tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha cho anh. Nói xong, cô liền ngồi vào xe, rồi nghênh ngang rời đi. Chương 679: Đến quán rượu. Biệt thự nhà họ Kim. Trong phòng khách, Kim Trung Hải, người đứng đầu nhà họ Kim và con trai Kim Diệu đang ngồi trên ghế sofa, đối diện với hai người là một người đàn ông mặc áo choàng đen, lưng thẳng tắp. Ông ta khoảng 40 tuổi và có vẻ hơi bàng quan. Người này là đệ tử hàng ngũ đầu nội môn của Hình Ý Quyền, tên là Quách Nguyên. Lần này xuống núi, tình cờ đi ngang qua huyện Kim Môn, nhớ ra nơi này có nhánh của Hình Ý Quyền nên đến làm khách. Kim Trung Hải là đệ tử bên ngoài của hình ý quyền, năm xưa ông đã chăm chỉ học đấm bốc trên núi, vì tố chất cũng coi như là khá tốt nên lúc đó ông nhận được sự truyền dạy từ một sư phụ, thực lực cũng khá. Sau bao nhiêu năm tích lũy, ông xem như có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh nội kinh. Quách Nguyên cũng được coi là ưu tú trong số các đệ tử môn phái nội công, ông ta đã sớm bước vào hàng ngũ nội công từ nhiều năm trước, lần này ông ta chịu tới nhà họ Kim cũng là vì nể nang đẳng cấp cao thủ nội công của Kim Trung Hải. Nếu không thì ông ta căn bản sẽ không thèm để vào mắt một nhánh do đệ tử bên ngoài lập ra như thế này. Anh Quách, đã mấy năm không gặp, khí tức trên người anh đã trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần rồi đó, xem ra thực lực của anh đã càng nâng cao hơn nhiều. Quả nhiên đệ tử chính thống đều tài năng như rồng như phượng, đệ tử bên ngoài chúng tôi đúng là không thể so bì được. Kim Trung Hải cười nói với Quách Nguyên. Quách Nguyên không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất đắc ý nói, mấy người thường thường thôi thì dĩ nhiên là không thể so bì với mấy người anh em tụi tôi rồi. Mà anh cũng rất lợi hại mà, một đệ tử bên ngoài mà đã có thể vượt qua ngưỡng nội kình rồi. Cũng thực sự rất hiếm đó, nhưng đáng tiếc là tuổi anh cũng hơi lớn một chút, nếu không thì anh vẫn có cơ hội vào trong môn phái rồi. Kim Trung Hải lập tức cười nói, anh quách chê cười rồi. Tôi đã không còn hy vọng vào trong nữa rồi, nhưng mà bây giờ tư chất của con trai tôi cũng được coi là khá. Trong lứa trẻ hiện nay, có rất ít người có thể địch lại nó. Thế nên tôi đang muốn tìm cơ hội đưa có vào học chính thống, mong anh Quách có thể giúp đỡ một tay. Nói xong, ông vỗ vỗ tay, lập tức có người đưa tới một ít nhân sâm thơm nhẹ mùi thuốc, những cây nhân sâm này ít nhất cũng phải hàng trăm năm tuổi, đều là những loại quý hiếm khó tìm. Người luyện võ không mưu cầu giàu sang phú quý, nhưng đối với một số loại loại thảo dược quý có thể nâng cao sức mạnh của bản thân thì lại rất cần. Hơn nữa họ thường đối mặt với nhiều nguy hiểm, thương tật là điều không thể tránh khỏi, các dược liệu chân quý đối với họ mà nói cũng như là đại diện cho cả cuộc sống vậy. Quách Nguyên nhìn chằm chằm mấy cây nhân sâm, không hề từ chối, chỉ bình thản nói, cho dù tôi có thể giúp thì cuối cùng con anh vẫn là phải tự dựa vào sức của chính mình, nếu không có thực lực thì dù tôi có nói gì cũng vô dụng thôi. Kim Trung Hải hiểu vậy nghĩa là Quách Nguyên đã đồng ý giúp, ông nhanh chóng cảm ơn ông ta, tôi hiểu những gì anh Quách nói. Con trai tôi vẫn là có triển vọng, nó nhất định sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Con còn không mã cảm ơn chú Quách đi." Kim Diệu nhanh chóng đứng dậy, cung kính cúi đầu trước Quách Nguyên, nói cảm ơn chú. Quách Nguyên chỉ gật đầu, không nói gì. Một lúc sau, Kim Lam Chi bước vào phòng khách với vẻ mặt u ám, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, trông rất ấm ức. Nhìn thấy Kim Lam Chi như vậy, Kim Trung Hải lập tức hét lên, "Lam Chi, con sao vậy hả? Chú Quách của con vẫn còn ở đây." đến cả một tiếng chào cũng không có. Kim Lam Chi lập tức ngẩng đầu lên, chào Quách Nguyên một tiếng chú Quách. Anh Quách, thực sự đã khiến anh chê cười rồi. Con gái tôi từ nhỏ đã bị chiều cho hư rồi, không biết phép tắc gì cả. Anh bỏ quá cho nhé, Kim Trung Hải nói. Quách Nguyên cười nói, không sao, con gái tính tình có chút tùy hứng cũng là chuyện bình thường, nhưng nhìn có vẻ là con bé đã bị ai bắt nạt gì rồi. Con nói ra xem nào, không chừng chú Quách có thể làm chủ cho cháu được đó là một tên rác rưởi đã từng theo đuổi cháu lúc trước hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, yêu cầu cháu phải xin lỗi một mụ già thối tha nữa, lại còn bấu cổ tay cháu làm cháu chẳng còn chút tâm tình tốt nào nữa cả. Kim Lam Chi nói ngay lập tức. Một tên rác rưởi, Lam Chi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Kim Trung Hải nhìn Kim Lam Chi hỏi. Kim Lam Chi lập tức kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó đề cập đến việc Lý Tam Thốn đuổi theo cô và bị Kim Diệu đánh. Kim Trung Hải và Kim Diệu hiểu ngay Kim Lam Chi đang nói về ai. Không ngờ tên yếu đuối năm xưa đó vẫn còn mặt mũi trở lại, Lam Chi, nếu anh của em đã có thể đánh bại anh ta một lần rồi thì sau này còn có thể đánh bại anh ta được lần thứ hai, lần sau gặp lại tên nhóc đó, anh sẽ chút giận giúp em." Kim Diệu cười lạnh nói ngay. Kim Trung Hải trợn tròn mắt, rồi nói, "Thằng nhóc này không phải nói quay lại báo thù sao? Vậy thì nhất định sẽ còn tìm tới nhà họ Kim chúng ta đó." chỉ bằng chúng ta làm riêng một sàn đấu, tới lúc đó sẽ dạy dỗ cho nó một trận, nhân tiện cũng để cho chú Quách biết thực lực của con luôn, thế nào hả? Kim Diệu mắt sáng lên, cảm thấy đề nghị của bà mình rất hay, liền nói, không vấn đề, con sẽ tìm thêm một số khán giả đến xem để anh ta hiểu thế nào là mất mặt. Kim Lam Chi lập tức vui vẻ trở lại, nói, vậy thì phiền ba và anh rồi nhé, con đã rủ một người bạn đi chơi vào buổi tối, vậy nên giờ con về trước đây. Buổi tối, sau khi tìm được một khách sạn tốt lâm thanh diện và lý tam thốn đi lang thang ở huyện kim môn lý tam thốn ở trên núi bí bách cũng đã lâu bây giờ xuống thành phố chỗ nào cũng đều muốn đi cả không được bao lâu sau hai người đi ngang qua một nơi có trang trí sặc sỡ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nhạc sôi động lý tam thốn tò mò hỏi anh đây là chỗ nào thế lâm thanh diện quay đầu lại liếc mắt nhìn nói đây là quán bar quán bar lý tam thốn trợn tròn mắt anh dẫn dẫn tôi vào chơi đi, tôi muốn nếm thử rượu ở đây coi có ngon không. Lâm Thanh Diện nghĩ dù sao thì hai người bọn họ cũng đang không có chuyện gì, đi quán ba một lát cũng không sao, vì vậy liền đưa Lý Tam Thốn vào quán ba. Nhìn mọi người đang nhảy nhót trong quán ba, cảm nhận được âm nhạc trói tai ở đây, Lý Tam Thốn tràn đầy tò mò, anh ta trước giờ luôn theo sư phụ luyện võ trên nuôi, làm gì có cơ hội tiếp xúc với mấy chỗ này, thế nên liền lộ rõ hưng thú. Lâm Thanh Diện dẫn Lý Tam Thốn đến quầy ba, gọi hai ly rượu, đưa Lý Tam Thốn một ly rồi quay đầu về phía sảnh lớn nhìn Nam Thanh Nữ tú đang nhảy nhót liên tục. Anh để ý đến một cô gái ăn mặc hở hang, chỉ trong vòng một phút hôn liên tiếp ba chàng trai khác, trong lòng thở dài rằng các cô gái bây giờ thật sự rất cởi mở. Nếu sau này Lâm Nhất Nặc dám vì tiện đến nơi này, anh nhất định sẽ đánh gãy chân cô. Người trong thành phố đúng là biết chơi, tôi không thể ngờ là có một nơi như này luôn đó. Nếu mà tôi đến nơi này sớm hơn, thấy nhiều cô gái đẹp đến vậy thì làm gì có chuyện thích Kim Lam Chi chứ?" Lý Tam Thốn cười nói. Lúc này anh ta mới để ý thấy một chỗ cách đó không xa đang vô cùng sôi động, anh ta kéo Lâm Thanh Diện đi qua xem ở đó đang làm gì. Đến cạnh đó, Lý Tam Thốn thấy trên bàn có rất nhiều ly rượu, mỗi ly lại thêm nhiều rượu hơn ly khác, bên dưới có nhét tiền, càng nhiều rượu thì càng nhiều tiền, một cô gái đang liều mạng uống, sau đó cầm lấy tiền bên dưới ly. Mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng. Đúng lúc này, một giọng nói sắc nhọn vang lên, "Lý Tam Thốn, sao tên rác rưởi anh lại ở chỗ này?" Lý Tam Thốn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người ngồi ở ghế là Kim Lam Chi, cạnh cô còn có một vài nam nữ thanh niên, vừa nhìn là biết họ là lớp con cháu nhà giàu có. Vài người nhìn chằm chằm Lý Tam Thốn, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Chương 680, cô chắc chắn muốn chơi. Sao hả? chẳng lẽ chỉ có cô mới được tới nơi này còn thôi không thể tới sao? sau khi phản ứng lại, Lý Tam Thốn nói với Kim Lam Chi. Kim Lam Chi cười nhạo một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa, vỗ tay và nói: mọi người dừng lại một chút nhìn thứ nhà quê này nè, nói cho mọi người biết nha, tên này là một kẻ vô dụng, chính là anh ta đó. lúc trước cứ đòi theo đuổi tôi, kết quả là bị anh tôi đánh đến phải quỳ gối van xin. hôm nay còn bảo là sẽ quay lại trả thù nữa cơ, mọi người nói xem anh ta có phải là trò đùa không hả nghe những lời của kim lam chi tất cả đều lập tức cười rộ nhìn lý tam thốn một cách giễu cợt lý tam thốn đầy tức giận bước tới một bước nắm chặt nắm tay chỉ hận không thể đấm kim lam chi một cú kim lam chi đừng đi quá xa nắm đấm của tôi không phải nhẹ đâu vừa nói xong mấy người đàn ông ngồi đó lập tức đứng dậy một người đàn ông nhìn lý tam thốn lạnh lùng nói nhói đây không phải là nơi có thể ngang ngược làm loạn nhé Tụi này không phải dạng thô lỗ như mày chỉ biết đập nhau chứ không biết làm gì khác mỗi khi gặp chuyện đâu. Nếu mày không có tiền và quyền lực thì nên tránh xa Lam Chi đi. Kim Lam Chi nhếch mép nhìn Lý Tam Thốn, đảo mắt, nói: "Lý Tam Thốn, những nơi như chỗ này không phải là để cho anh đánh nhau đâu, muốn đánh thì đến nhà tìm anh của tôi mà đánh, anh ấy đã chuẩn bị sẵn một sàn đấu rồi đấy, chỉ sợ tới lúc đó anh không dám vác mặt tới thôi. Còn ở đây, muốn chơi cho bốc thì phải có tiền." anh chỉ là một thằng nhà nghèo không tiền, không quyền. Trong mắt tụi này anh chẳng là cái thá gì hết, thế nên tôi khuyên anh liệu mà cút đi. Không có tiền thì sao hả, tụi tôi là những người học võ, mưu cầu lực lượng, tuyệt đối không bị những thứ phủ phiếm này trói buộc. Lý Tam Thốn tức giận nói. Ha ha, vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Kim Lam Chi bĩu môi. Nói rồi cô ta trực tiếp lấy trong túi ra một sấp 300 triệu rồi nhét vào dưới mỗi ly rượu một ít, gọi mọi người nói, từ bây giờ, uống một ly, chửi tên này một câu rác rưởi thì có thể lấy hết tiền bên dưới. Mỗi người một lần, tôi muốn mọi người trong quán ba này biết rằng tên này là thứ vô dụng. Ngay khi Kim Lam Chi dứt lời, mọi người liền trở nên phấn khởi, lập tức có người cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay về phía Lý Tam Thốn và hét lên, mày là đồ rác rưởi. Nói xong, anh ta cầm lấy tiền trên bàn. Lý Tam Thốn đầy tức giận, lập tức muốn ra tay. Người đàn ông đã nói trước đó nói, trong quán ba không được phép động tay động chân nhé, hơn nữa vừa nãy người ta chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nếu mày đánh ai đó vì điều này, không ai ở đây đồng tình với mày đâu đấy. Lập tức có rất nhiều người uống cạn, Lý Tam Thốn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thật sự là không thể nào trực tiếp ra tay chỉ vì một lời công kích. Nhiều người ở bên thấy chỉ cần uống một ly rượu, mắng Lý Tam Thốn một câu là có thể kiếm về được mấy triệu bạc, loại chuyện tốt này đương nhiên là không ai muốn bỏ lỡ, chẳng mấy chốc đã lại có người vừa uống vừa mắng Lý Tam Thốn rác rưởi để lấy tiền. Lý Tam Thốn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đang mắng mình, hoàn toàn không còn cách nào khác. Kim Lam Chi nhìn vẻ mặt cam chịu của Lý Tam Thốn, vô cùng đắc ý nói, Lý Tam Thốn, bây giờ anh đã biết mình là một thằng nghèo nát rồi chứ hả, có tiền là có thể sai má khiến quỷ, anh không tèn thì chỉ là rác rưởi mà thôi. Lâm Thanh Diện nhíu mày, rốt cuộc không chịu nổi nữa, tiến lên một bước nói tôi khuyên cô dừng trò chơi này lại nếu không cuối cùng kẻ khốn đốn sẽ là cô đấy kim lam chi nhìn lâm thanh diện khinh thường nói anh là ai đừng có lo chuyện bao đồng ở đây tôi là anh của cậu ta lâm thanh diện nói kim lam chi cười nói tôi còn tưởng là ai hóa ra là anh của tên rác rưởi này xem ra anh chắc cũng là một kẻ rác rưởi nhỉ mau cút đi tôi muốn chơi như thế nào cũng không đến lượt anh quản nhé sắc mặt lâm thanh diện trầm xuống lạnh lùng hỏi cô chắc chắn muốn chơi sao nếu anh muốn chơi thì cứ chơi bọn nghèo rách như mấy người tôi còn sợ là chưa thấy tiền bao giờ ấy nhỉ tôi cho phép anh chơi thêm vài lần đấy chỉ cần anh chửi thằng em mình là đồ rác rưởi thì tôi sẽ cho anh tiền thế nào hả kim lam chi tỏ vẻ khinh thường nghe kim lam chi nói lời này trong lòng lâm thanh diện đã có quyết định anh quay đầu lại liếc nhìn lý tam thốn vỗ vỗ vai anh ta nói cậu ở đây chờ tôi một lát tôi ra ngoài một chuyến nhớ đừng ra tay với họ đấy tôi có cách đối phó với họ rồi lý tam thốn gật đầu sau đó lâm thanh diện xoay người rời khỏi nơi này thấy thế kim lam chi bật cười nói tên này đã bị tôi làm cho sợ quá bỏ chạy rồi chứ gì thật mắc cười quá đi mất không phải là rất lợi hại à sao mới có xíu đã quay đầu chạy luôn rồi loại người này chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi đến khi xảy ra sự việc thì lại chạy nhanh nhất ê nhóc anh mày chạy mất rồi có chắc là mày còn muốn vở vịt trước mặt bọn này không hả nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi lam chi thì có lẽ lam chi sẽ mềm lòng mà thưởng cho mày mấy chục triệu đó đủ cho chi phí sinh hoạt trong vài năm ấy nhỉ một nhóm người cười nhạo thỏa sức cười nhạo lâm thanh diện và lý tam thốn hoàn toàn không coi hai người ra gì cả đừng có để ý thằng anh nhát cái kia nữa chúng ta tiếp tục chơi đi mọi người đừng khách sáo Thứ tôi có là tiền, một người một ly, chửi anh ta một câu rác rưởi là có thể cầm tiền đi, tuyệt đối không nói hai lời." Kim Lam Chi lại cười hô lên. Ngày hôm nay Lý Tam Thốn đã khiến cô ta khá không vui, bây giờ nắm được cơ hội, đương nhiên phải trả đũa đến cùng. Từng người một bưng rượu trên bàn lên, điên cuồng chửi bới Lý Tam Thốn, Lý Tam Thốn đứng đó không nói gì, chờ Lâm Thanh Diện quay lại. Một lúc lâu sau, kim lam chi và những người bạn cô ta nhìn chằm chằm vào lý tam thốn vẫn đang đứng đó ăn chửi không ngờ tên này thật sự có thể chịu đựng được bị chửi lâu như vậy mà cũng không có động tay chẳng lẽ bị mắng ngu rồi à kệ đi chứ dù sao người chửi cũng chả phải tôi anh ta chịu để cho người ta chửi thì cứ để mọi người tiếp tục mắng thôi kim lam chi thờ ơ nói đúng lúc này lâm thanh diện trở lại quầy ba với hai chiếc túi lớn trong tay chị lam chi anh trai của tên này quay lại nữa kia ai đó nói ngay lập tức kim lam chi quay đầu nhìn sang trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm tên này cầm trong tay cái gì thế kia ngay sau đó lâm thanh diện đến bên cạnh mọi người trực tiếp ném hai cái túi lớn lên bàn anh còn mặt mũi để quay lại à sao hả đây là đồ đạc của mấy người đã được gói ghém lại đó hả chuẩn bị chạy rồi à kim lam chi cười nhạo nói lâm thanh diện cười với cô sau đó đưa tay mở khóa kéo của một trong những chiếc túi, bày đồ ra trước mặt mọi người. Trong túi đựng những bó tiền, chất thành đống như núi, những tờ tiền 500 000 xanh ngát. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 680